Mụ gia độc ác này là bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng lòng dạ thâm độc, ra tay ám hại Ngọc Phương gia vốn là con của mình. Ngọc Phương gia từng là một chiến thần bách chiến bách thắng, nhưng nay phải nằm liệt giường cả 3 năm nay, và trong giây phút thoi thóp cuối cùng còn bị bà mẹ tán tận lương tâm, thuê người đào xác chết của cô gái tội nghiệp, tẩn tán cùng vương gia với thân phận là vương phi. Nhưng bất ngờ xác chết này đã sống lại. Ngươi đi xem thử, rốt cuộc là chuyện gì? Thí nghiệm y học thất bại, không phải mình chết rồi à? Đi đi, đi đi. Ngươi là người hay ma? Trợn to mắt chó của ngươi lên mà xem. Ta là người sống. Thì ra thân xác cô gái này đã được một bác sĩ tài giỏi thời hiện đại trong phòng thí nghiệm xuyên không nhập vào mình rồi. Nữ bác sĩ đem theo những thiết bị y tế tối tân tươi đẹp rồi, cùng thuốc tây về để chữa trị cho Ngọc Vương gia. Vương gia, ngài sẽ khỏe nhanh thôi. Xem ra ngài ấy có tri giác, chỉ là không muốn đối diện với mình. Cô làm gì vậy? Cút ra! Vương gia, ngài tỉnh dậy. Ta là Thủy Lạc Lam, là vương phi mới cưới của ngài, ta có thể cứu ngài. Cứu ta? Đến ngự y còn nói không cứu được ta. Một cô gái yếu đuối như cô cũng dám nói cứu ta à? Nhưng cảm ơn cô, giữ cho ta chút thể diện trước khi chết. Cô đi đi, không cần chôn cùng ta. Ta là thầy lang, ta nói cứu được là cứu được. Thả ta ra! Cô làm gì vậy? Tay của ta cử động được rồi. Ta nói có thể cứu ngài, giờ tin chưa? Ta thật sự có thể đứng dậy à? Thật đấy, không những ngài có thể đứng dậy, mà võ công của ngài cũng có thể khôi phục. Ngài không muốn anh dũng giết địch trên chiến trường, trở lại làm chiến thần vương gia trước kia à? Cô gái này vô duyên vô cớ đối tốt với mình, nay mình chỉ là kẻ tàn phế bại liệt 3 năm. Cô ấy muốn gì ở mình? Ngài muốn khỏe bệnh, thì môi trường sinh hoạt thế này là không được. Vương gia đợi ở đây, ta đi rồi về. Như ý, qua đây. Vương phi, có gì không? Ngươi đi đun ít nước nóng, mang đồ ăn sang rồi lấy vài cái khăn mới và cả chăn ga trải giường, đã sắp chết rồi mà còn kén chọn ghê. Ngươi là nô tỳ được phái tới hầu hạ vương gia, thì cứ làm tốt bổn phận nô tỳ. Nếu ngươi không biết nô tỳ nên hay không nên nói gì, thì để ta dạy. Thả ta ra, thả ta ra. Vương phi bớt giận, nô tỳ đi làm việc ngay, nô tỳ đi ngay. Mai tập hợp hết hạ nhân trong phủ lại cho ta. Bổn vương phi có lời muốn nói. Vương phi, người tha cho nô tỳ đi. Nô tỳ đau, ngươi biết đau à? Vết thương trên người vương gia đều do ngươi làm cả nhỉ? Nhân lúc vương gia ốm nằm liệt giường, ra tay. Ngươi còn lương tâm không? Nô tỳ không có. Nô tỳ oan quá. Các ngươi còn ngơ ra đấy làm gì? Còn không mau giúp ta, dám bắt nạt Như Ý tỷ hả? Ngươi là cái thá gì? Đợi tên què đó chết, ta xem ngươi kiêu căng kiểu gì. Để ta xem ai còn hỗn láo. Vương phi tha mạng. Nô tỳ biết sai rồi. Quản gia đâu? Có. Vương phi, có chuyện gì ạ? Thủ đoạn của ta, chắc ông cũng đã thấy. Bây giờ vương phủ do ta quản. Đem sổ sách của vương phủ ra cho ta. Sau này chi tiêu trong vương phủ đều do ta quản lý. Chuyện này ông cũng muốn nếm mùi roi thử à? Tiểu nhân không dám. Vương phi, người đợi chút. Vương phi, đây là sổ sách, mời người xem. Không phải tháng nào vương phủ cũng có bổng lộc à? Sao trên sổ sách không có đồng nào? Cả vương phủ ăn không khí sống hả? Vương phi, người vừa tới, đâu biết nỗi khổ trong vương phủ. Vương gia bệnh nằm giường 3 năm, bổng lộc đã bị giảm chỉ còn 1/10. Nhờ lão nô tính toán chi ly trong một phần đó, mới nuôi được cả cái vương phủ rộng lớn này đấy ạ. Tính toán chi ly? Không phải là ông đã nghe phong phanh nên giấu nhẹ đi chứ? Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Vương phi, người đổ oan cho tiểu nhân rồi. Tháng này, chỉ riêng để cứu mạng vương gia, số tiền mua thuốc men đã nhiều vô kể rồi. Trong phủ thật sự là hết gạo sạch đạn. Tốt nhất đừng để ta tra ra. Ngươi biển thủ ngân lượng. Tiểu nhân không dám. Vương gia sẽ không chết. Còn về việc chi tiêu trong phủ, ta sẽ nghĩ cách. Lui đi.
Giờ phải làm sao đây? Vội gì? Ngươi đi gọi nha hoàn trong phủ, tập trung hết tại. Ta đợi các ngươi ở hòn non bộ. Các cô xem, tuyết rơi rồi này. Từ quản gia, xem cô ta đánh ta này. Cô ta chỉ là một đứa nhà quê, được bán vào vương phủ làm vương phi. Dựa vào đâu mà dạy dỗ chúng ta chứ? Đúng vậy, bao giờ vương gia mới chết vậy? Phiền chết đi được. Đúng đấy. Trước đây vương gia đã bị chúng ta hành hạ chỉ còn thoi thóp, không sống được lâu đâu. Đợi đi, chỉ là một con nha đầu thôi, ghê gớm đến đâu được. Yên tâm, con nhỏ dưới quê như cô ta không đồng ý được mấy ngày đâu. Không phải cô ta còn muốn cứu vương gia. Chúng ta bẩm báo chuyện này với quý phi. Quý phi là người muốn vương gia chết nhất, cô ta còn đòi cứu người hả? Đến lúc đó quý phi hạ lệnh là đã. Vương gia, ngài nghe chưa? Vừa nãy ta đã dạy dỗ đám người kia một trận, bọn họ không dám bắt nạt ngài nữa đâu. Đám nhìn người bằng mắt chó này, không biết ai là chủ nữa. Cô ra ngoài đi. Vương gia, vương gia, ta xin cô, ta xin cô ra ngoài được không? Ta xin cô, ta không còn là chiến thần vương gia gì nữa. Bây giờ ta chỉ là một kẻ tàn phế. Ta xin cô ra ngoài đi. Lãnh ngọc, ngài bình tĩnh lại. Ngài đừng nói sống chết gì nữa. Ta châm cứu cho ngài. Bây giờ ngài đã có chi giác rồi, cần thêm thời gian để đứng dậy thôi. Ngài tin ta, ta nhất định sẽ cứu được ngài. Đứng lên lại. Trả thù. Đúng, đứng lên lại. Ngài sẽ có thể làm chuyện mình muốn làm. Vương gia, ngân lượng trong phủ không đủ chi tiêu nữa. Mai ta phải ra ngoài phủ nghĩ cách. Ngài xem, có thể cho ta ra ngoài một chuyến không? Quả nhiên, cô ấy không hề thật lòng muốn ở lại. Mình phải sớm biết, sao mình xứng được cứu rỗi chứ? Muốn đi đâu cũng được, rời xa ta. Cô sẽ có cuộc sống tốt hơn. Ngọc bội đẹp quá. Tặng ta hả? Vậy vương gia, ngài nghỉ ngơi mai đi. Ta sẽ tới thăm ngài. Ông trời, sao lại cho ta hy vọng rồi lại làm ta thất vọng? Nếu ta có thể đứng dậy, có phải mọi thứ sẽ khác không? Không hổ là đồ trong vương phủ. Một miếng ngọc bội đã đổi được 200 lượng. Mẹ. Ai cứu mẹ ta với? Ai cứu mẹ ta với? Cầu xin ngài, cứu mẹ ta với. Không có tiền thì khám bệnh gì, cút. Mẹ cô vẫn còn cứu được. Bà ấy chỉ bị nhiễm trùng vết thương gây sốt hôn mê thôi. Ta có thể cứu bà ấy. Chỉ cần cô cứu được bà, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho cô. Nào. Mẹ tỉnh rồi sao? Cảm ơn thần y, cảm ơn thần y. Cô cầm hộp thuốc này đi, cho bệnh nhân uống thuốc đúng giờ, một ngày hai lần, uống hết hộp này, bà ấy sẽ khỏe hẳn. Cảm ơn thần y. Xin hỏi danh tính của thần y? Không dám nhận là thần y, cứ gọi ta là Thủy Lạc Lam, ta ở Ngọc Vương phủ. Mẹ, tốt quá rồi. Ân nhân, ngài đã cứu mạng của mẹ ta. Ta đặc biệt dẫn hai ca ca tới báo đáp cho người. Ta với đệ đệ mãi nghỉ ngoài phố để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Người chính là đại ân nhân của nhà ta, mong hãy thu nhận bọn ta. Đứng lên đã, nếu đã vậy thì sau này các người theo ta, ta sẽ không bạc đãi các người đâu. Tốt quá rồi. Vương phi, đây là nha hoàn và thị vệ ta bỏ tiền mua. Sau này bọn họ chỉ hầu hạ cho ta với vương gia, không ai được phép sai khiến họ. Đã hiểu chưa? Các ngươi vào trong phủ trước đi, ta đi thăm vương gia. Con khốn mặt dày này, đã sắp chết rồi, còn tiêu tiền mua hạ nhân, lãng phí biết bao tiền của chứ. Trong phủ chỉ còn chút bạc ấy thôi, cô ta còn gượng được bao lâu? Đến lúc đó, cho cô ta chịu khổ chết. Vương gia, chúng ta có tiền rồi, mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Sao cô về đây? Ta không về thì đi đâu? Ngài tưởng ta trốn rồi à? Chi bằng cô trốn đi cho xong. Theo kẻ phế vật như bổn vương có ích gì? Vương gia, ngài không phải phế vật. Ngài là chiến thần, 16 tuổi đã là đại tướng quân oai phong lẫm liệt trên chiến trường. Hơn nữa dù ngài thế nào, ta cũng vẫn là Ngọc Vương phi của ngài. Chúng ta ngồi trên cùng một con thuyền ấy, chắc chắn ta sẽ chữa khỏi cho ngài. Vậy bao giờ thì bổn vương đứng lên lại được? Tối nay, quan trọng lắm đó. Ta sẽ ở đây với ngài, mai làm phẫu thuật cho ngài. Ngài sẽ đứng lên lại được. Có thật không? Đương nhiên là thật rồi. Nhưng tối nay chúng ta phải ngủ cùng nhau. Bổn vương đã thế này rồi, thế mà cô vẫn muốn à? Đương nhiên rồi, gương mặt tuấn tú này của ngài là thật mà. Nào, cho ta hôn một cái.
A Thái. Đại lực Kim Cang, các ngươi đứng canh ngoài cửa không cho ai vào, hiểu chưa? Vương Phi yên tâm, chúng tiểu nhân quyết không rời nửa bước. Vương gia, lát ta sẽ rút hết đinh trên người ngài ra, chân của ngài sẽ khỏi nhanh thôi. Bổn vương còn có thể khỏe lại thật sao? Tối qua chúng ta đã ngủ cùng nhau rồi, không phải vương gia quên rồi chứ? Ta còn đợi vương gia đứng lên lại, chịu trách nhiệm với ta đấy. Rõ ràng tối qua cô đã động tay động chân với bổn vương, lẽ nào vương gia thật sự không muốn chịu trách nhiệm với ta sao? Lam Nhi, nếu ta thật sự khỏe lại, ta nhất định sẽ tam thư lục lễ, kiệu tám người khiêng, 10 dặm hồng trang, quang minh chính đại, bái đường thành hôn cùng nàng. Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Vương gia, ta yêu ngài quá đi mất. Được rồi, vương gia, chúng ta nên phẫu thuật rồi, ngủ một giấc đi, sau khi tỉnh lại, mọi thứ đều sẽ ổn. Lam Nhi, ta tin nàng, dù thất bại, ta cũng không trách nàng. Đừng thấy áp lực, vương gia, ta sẽ không phụ lại sự tin tưởng của chàng. Vương gia, ca phẫu thuật của chàng rất thành công, sẽ đứng lên lại được nhanh thôi. Thủy Lạc Lam, ngươi đang làm gì? Nương nương, ta đang cứu vương gia, chân của chàng đã sắp khỏi rồi. Con khốn, ta bảo ngươi tới chôn cùng. Ai bảo ngươi cứu nó? Lãnh Ngọc, rốt cuộc chàng đã trải qua những gì? Sao mẹ của chàng cũng mong chàng chết? Các ngươi còn ngơ ra đấy làm gì? Không mau kéo cô ta ra ngoài, đánh 20 trượng, ta muốn cô ta phải nhớ kỹ bài học này. Thả ta ra, thả ta ra. Vương gia, cứu ta. Dừng. Con khốn, thích tự ý làm việc vậy à? Ngươi thích tự ý làm việc như vậy thì ta cho ngươi chết. Vương gia, mau cứu ta. Thả nàng ấy ra, thả nàng ấy ra. Kêu đi, kêu lớn tiếng chút nữa. Ngọc Nhi đã nằm liệt giường 3 năm rồi, bây giờ kẻ nằm trong đó chỉ là một tên phế vật không thể động đậy. Ngươi có kêu lớn tiếng hơn nữa cũng vô ích. Thả nàng ấy ra. Ngươi đã đứng lên được rồi sao? Ngọc Nhi, vết thương của con đã được chữa khỏi rồi hả? Mẫu Phi, trông người có vẻ kinh ngạc lắm. Nhi thần đã khỏe rồi, lẽ nào người không thấy vui sao? Sao vậy được, con có thể đứng lên được. Mẫu Phi vui còn không kịp. Vậy là tốt nhất. Không biết Mẫu Phi bây giờ đang làm gì với Vương Phi đã cứu ta. Mẫu Phi thấy cô ta có hành vi lạ lùng, lén lút, tưởng cô ta định hại con, nên đặc biệt tới đây ngăn cản cô ta. Nay ta đã khỏe. Mẫu Phi, mời về cho. Đi thôi, con trai lớn rồi, lại vì một cô gái vừa quen mấy ngày chĩa kiếm uy hiếp ta, sao ta dám không thả người được? Lúc đầu ngươi dùng cách này đối xử với phụ hoàng của ngươi, nay lại dùng cách này để đối xử với mẹ ruột của ngươi, chẳng trách ngươi lại ra nông nỗi như hôm nay. Vương gia, chàng thế nào rồi? To rồi, vết thương của chàng rách ra rồi, sẽ nhiễm trùng mất. Lãnh Ngọc, chỉ cần chàng vượt qua được đêm này thì sẽ không còn nguy hiểm. Nếu chàng không vượt qua, ta cũng chỉ đành chôn cùng chàng. Lãnh Ngọc, chàng nhất định phải vượt qua. To rồi, vương gia, chàng nghe được không? Vương gia tỉnh lại đi. Vương gia, A Thải, A Thải. Vương Phi, sao vậy ạ? Ra tiệm thuốc mua đơn quy bổ máu cho ta. Có bao nhiêu mua hết, phải nhanh lên, muộn thì vương gia mất mạng đấy. Dạ, mau. Nương nương, đã nghe ngóng được rồi ạ, tình hình của Ngọc Vương gia không ổn lắm, tối qua hôn mê xong thì vẫn mãi chưa tỉnh lại. Thế thì tốt, không cần ta ra tay nữa. Còn tưởng con khốn Thủy Lạc Lam đó giỏi đến đâu, không ngờ
chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Từ ngày mai, cắt bổng lộc của vương phủ, ta muốn xem thử cô ta trụ được bao lâu. Đợi đã, tiết lộ tin vương gia đã tỉnh, cho thái tử đi. Ngọc Nhi, trên đời này không chỉ mình ta không muốn ngươi đứng dậy rơi vào tay thái tử. Ngươi sẽ phải chịu khổ nhiều hơn. Thuốc này là phương thốc độc môn của mình, dù ông trời xuống cũng phải nể mặt. Lãnh Ngọc, chàng đừng làm ta thất vọng. Lam Nhi, Lam Nhi, thật sự là nàng sao? Không phải ta chết rồi à? Ngốc, ta đã nói có ta, ta sẽ không để chàng chết đâu. Nhưng chân của ta lại mất cảm giác rồi. Ta thật sự có thể đứng lên được sao? Lãnh Ngọc, tin ta, chỉ cần chàng nghỉ ngơi đầy đủ, uống thuốc theo yêu cầu của ta, thì không đầy một tháng chàng đã có thể đứng lên rồi. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Lẽ nào vương gia quên rồi? Hôm qua chàng không chỉ đứng dậy được mà còn dọa lui quý phi và nhiều thị vệ như vậy. Ta không quên. Bắt nạt Lam Nhi, ta sẽ không tha cho ai hết. À thì, vương gia, ta đi đem gì tới ăn, lát sẽ tới thăm chàng. Như ý, sao vậy vương phi? Xuống nhà bếp đem ít đồ ăn. Nhớ phần ăn của vương gia phải thanh đạm. Vương phi chưa biết nhỉ? Thường quý phi đã cắt bổng lộc của vương phủ rồi. Người muốn ăn uống thì đưa tiền đây. Có chút bổng lộc đó mà cũng cắt à? Không phải mấy ngày trước ta đã đưa thêm tiền hả? Chút ngân lượng đó của người thì làm được gì chứ? Hôm qua không phải người còn mua thuốc cho tên sắp chết kia à? Nào, mồm miệng lanh vậy thì phải xem cô có chịu đòn được không. Ta sẽ nghĩ cách kiếm tiền cho vương phủ. Nhưng dù hôm nay ngươi phải đi ăn xin, cũng phải chuẩn bị đủ cơm tối cho vương gia. Người xem ra con đường sau này gập ghềnh lắm. Mình phải nghĩ cách kiếm tiền. Làm gì nhỉ? Vương phi, vương phi, thái tử tới rồi, nói muốn gặp vương gia. Ca ca của Lãnh Ngọc, nghe nói xưa nay họ không hợp nhau, lúc này tới chắc chắn không phải chuyện tốt. Bên này, ta đích thân đi gặp hắn. Vương gia đang bệnh nằm giường, không biết thái tử điện hạ đột nhiên tới có chuyện gì. Đẹp, thật sự đẹp quá đi. Hỗ sược, cô chính là Ngọc Vương phi à? Tứ đệ phế vật của ta có diễm phúc thật. Gặp bổn thái tử, sao không quỳ? Quỳ với ngươi hả? Ngươi xứng không? Ai ngờ đường đường là thái tử điện hạ lại thích làm chuyện dơ bẩn, bỉ ổi, đê tiện thế này. Con nhỏ không biết trời cao đất dày dám nói chuyện với bổn thái tử như vậy. Ngươi dám làm thì sao ta không dám nói? Ngang nhiên trêu ghẹo em dâu, làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy, ngươi không sợ hoàng thượng trách tội, bà dân thiên hạ cười chê à? Nào, nếu hôm nay ngươi dám động vào một cọng tóc của ta, ngày mai ta sẽ chết trước mặt hoàng đế. Người đâu, người đâu, mau tới xem này, thái tử điện hạ thất lễ này. Cô, được, 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 bổn thái tử không so đo với loại nhà quê như cô. Nghe nói tứ đệ của ta đã đứng lên lại được, cô dẫn ta đi gặp hắn. Vậy có lẽ khiến thái tử điện hạ thất vọng rồi. Ta với vương gia, một người bệnh nằm giường, người sắp chết không sợ trời, không sợ đất. Nếu ngươi vào đó làm ra chuyện gì khiến ta với vương gia bực bội, thì e là không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bổn thái tử không so đo với loại nhà quê như cô. Tranh chua đấy, ta thích. Thủy Lạc Lam, chúng ta cứ đợi mà xem. Lam Nhi, ta nghe nói bổng lộc trong phủ bị cắt rồi, chỗ ta còn vài ngọc bội và trang sức. Vương gia, mấy thứ đó chúng ta để lại làm vốn, không thể bán vốn liếng cuối cùng được, giữ lại cho chàng sau này cuột khởi. Còn về chuyện tiền nong, mai ta lên phố xem có cách nào kiếm tiền không. Vậy sao được? Lam Nhi, dù sao nàng cũng là phụ nữ, sao để nàng lo mấy chuyện này được? Ta không phải là cô gái tầm thường. Vương gia không tin ta à? Nào, Lam Nhi, sao nàng đối tốt với ta như vậy? Ngốc, ta xuyên không tới đây lạ nước lạ cái, không tốt với chàng thì tốt với ai? Vương gia, chàng đoán xem, bây giờ ta chỉ là một kẻ tàn phế, đương nhiên Lam Nhi không thể thích ta được. Nàng, nàng là người mẫu phi phái tới đưa ta đoạn cuối đúng không? Mẹ của chàng, Thường quý phi à, ta đúng là vương phi do bà ấy bỏ tiền mua về cho chàng, nhưng không phải tới tiễn chàng lên đường. Vương gia, có phải giữa chàng với Thường quý phi có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm à?
chẳng qua vì ta đang giữ bí mật của bà ta nên mới đổi lại được chút lợi ích thôi. Sao cơ? Lẽ nào? Vương gia, sao chàng lại bị thương? Có thể nói với ta không? Tất cả đều do ta tự chuốc lấy. Xem ra chàng ấy giấu rất nhiều bí mật, sớm muộn gì mình cũng moi ra hết. Sau này Lạc Lam sẽ ngủ với vương gia. Đợi vương gia đứng lên lại, chúng ta sẽ... Động phòng. Lam Nhi, Lam Đừng. Nhi. Đặt đây đi. Của đệ này. Ông đi qua, bà đi lại, bày sạp khám bệnh đây, thuốc vào bệnh hết, không chữa được thì không lấy tiền. Bà con ơi, mau tới xem đi, bày sạp khám bệnh, từng thấy bày sạp bói toán. Lần đầu thấy vụ này đấy. Đúng vậy, ai dám khám chứ? Cô gái này còn trẻ măng, biết y thuật gì được. Không chữa được không lấy tiền. Tiên sinh không tin thì cứ thử xem, đau đầu chóng mặt gì ta cũng chữa được hết, ta không bệnh nhé. Thế cầm thuốc đi, thuốc này. Nhưng đừng chút. Tỷ tỷ, tỷ tỷ cứu mẹ đệ với, bà sắp chết rồi. Nhưng đệ không có tiền, đệ có thể làm trâu làm ngựa đền đáp tỷ. Đứng lên, đứa trẻ ngốc, lưu thần y còn không chữa được. Cầu xin cô ta có ích ta gì? Còn chưa khám mà bảo ta không chữa được à? Đi, đưa ta đi khám cho mẹ đệ đi. Ở đâu? Tỷ tỷ, đây là mẹ đệ. Mẹ đã đau lâu lắm rồi, không ăn không uống gì hết. Mẹ đệ bị sao thế này? Ở đây à? Ở đây. Ở đây sao? Cô ấy bị viêm ruột thừa cấp tính, nhưng gượng được đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Phải phẫu thuật ngay, không thì không cứu được nữa. Đại lực, kịp lấy đồ, nhanh. Mọi người tránh ra hết, bây giờ ta cần làm phẫu thuật cho bệnh nhân. Tránh ra chút đi, đừng đứng gần quá. Phẫu thuật, cách trị liệu gì vậy? Chưa nghe bao giờ. Đúng vậy, đúng đấy, đúng, đúng. Nha đầu, cô có phải lang trung không đấy? Người ta vốn còn sống được mấy ngày, cô đừng trị khiến người ta chết đấy nhé. Các người xem đi, cô ta cầm ra kìa, cô ta định mổ bụng mẹ Tiểu Trí sao? Xem thường mạng người quá. Đáng ghét quá, Tiểu Trí, mau cản cô ta lại. Ta khuyên các ngươi không hiểu thì đừng làm ồn, không thì không cứu được thật đấy. Đợi đã. Con nhỏ nhà quê đâu ra? Ba ngày ban mặt, cô đang coi thường mạng người khác đấy. Ta đã khám cho mẹ Tiểu Trí nhiều lần rồi, hết cứu rồi, cô tưởng cô giỏi hơn lão phu à? Ta cảnh cáo ông đừng làm lỡ thời gian. Không thì không cứu được thật đấy, cô dám uy hiếp ta à? Xem ta có đại lực kim cang. Giết người rồi. Phẫu thuật rất thành công, cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Tốt quá rồi, lợi hại ghê. Con khốn, cô giết mẹ Tiểu Trí, ta tận mắt chứng kiến. Lát nữa quan binh sẽ tới bắt cô đợi bị chém đầu đi. Yên tâm đi, ta không sao đâu. Sống rồi, sống lại rồi. Một người bị mổ ruột mà tỉnh lại thật kìa, thần kỳ quá. Đúng là thần y, còn lợi hại hơn cả lưu thần y. Uống cái này đi đã. Cô nương, là cô đã cứu ta. Ta đã lấy ổ bệnh của cô ra rồi. Cô không hề bị bệnh nan y, cô chỉ cần về nghỉ ngơi cho khỏe, chưa đầy nửa tháng sẽ hoàn toàn bình phục. Cô nương, cô đã cứu ta. Dân nữ không có gì báo đáp, nguyện làm trâu làm ngựa cho cô. Đừng khách sáo vậy. Nhớ về phải nghỉ ngơi điều độ, nếu có vấn đề gì thì tới Ngọc Vương phủ tìm ta. Ta là Vương Phi, Thủy Lạc Lam. Là Vương Phi sẽ chôn cũng vương gia ấy à? Là cô ấy à? Có y thuật thế này, rõ là Bồ Tát sống mà. Lưu thần y, vừa nãy ông nói ta xem thường mạng người. Người này sao thế? Đúng thế, đúng thế. Sao vậy? Vương Phi y thuật cao minh. Lão Phu bội phục. Lưu thần y, vừa rồi ông sỉ nhục Vương Phi như vậy. Vương Phi cũng không tính toán với ông, ông còn không mau xin lỗi Vương Phi. Vương Phi, Lão Phu sai rồi. Cô đừng tính toán với lão già này. Thôi vậy, ông cũng là đại phu, sau này chuyên tâm nghiên cứu y thuật, chữa bệnh cứu người mới quan trọng. Đi. Cung tiễn Vương Phi, cung tiễn Vương Phi. Sao lại thế này? Chỉ là một nha đầu vắt mũi chưa sạch. Đợi đó mà xem. Nhỏ nhen thế này, sau này không tìm ông ta khám nữa. Vương gia, hôm nay ta lại cứu được một người, còn nghĩ ra cách kiếm tiền. Vương Phi, người chuẩn bị lại vào nhà lao nữa đi. Vương gia, ngài ấy. Người làm sao? Vương gia, chàng làm gì thế? Lam Nhi chàng. Lam Nhi. Sao nàng lại quay về đây? Họ nói với ta nàng đi rồi, sao nàng lại quay về? Nàng đi là tốt. Hiện giờ vương phủ chẳng có gì. Một phế nhân như ta cũng không đáng để nàng lưu luyến. Vương gia ngốc này, rốt cuộc trước đó đã bị lừa dối cỡ nào? Sao lại nhạy cảm thế này? Sao ta phải đi? Không phải hôm qua ta đã nói với chàng rồi hôm sao? Hôm nay ta đi dạo phố, tìm cách kiếm tiền. Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho chàng. Sau này chúng ta còn phải sống ngày càng tốt hơn.
hôm qua chàng đã hứa với ta sẽ chăm sóc tốt cho mình. Chàng lừa ta hả? Lam Nhi, nàng nghe ta nói, ta chỉ sợ mất đi nàng quá thôi. Hiện giờ ta chỉ là một phế nhân, mà nàng lại quá tốt. Ta thực sự rất sợ, đây là một giấc mơ. Nhưng giờ ta đã biết, đây là thật, đúng không Lam Nhi? Mọi việc đều là thật. Vương gia, ta là Lam Nhi. Có thể cảm nhận được ta không? Tin ta, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho chàng, được không? Hôm nay nóng thật đấy, sao lại nóng vậy chứ? À, đúng rồi, vương gia, ta có một tin vui muốn nói với chàng. Hôm nay, ta đi dạo phố, ta định mở một y quán. Như vậy, không chỉ kiếm được tiền, quan trọng hơn, còn có thể tạo phúc cho người dân cả thành. Vương gia, chàng thấy được không? Đương nhiên là được. Thứ của bao nhiêu cũng là thứ của Lam Nhi. Chỉ cần Lam Nhi thích thứ gì cũng được. Chỉ có điều, nàng phải vất vả rồi. Không vất vả. Mở y quán, vẫn luôn là chuyện ta muốn làm, có thể thành thật nhanh như vậy. Ta rất vui. Lam Nhi, suy nghĩ của nàng khác với những người phụ nữ khác. Rốt cuộc, nàng là ai? Thực ra, ta tới từ một thế giới khác. Chàng tin không? Ta tin. Lam Nhi là tiên nữ, tới để cứu ta. Không ngờ đường đường vương gia như chàng, miệng lại ngọt thế này. Đúng rồi, vương gia, ta muốn tặng chàng một món quà. Chàng nhất định sẽ thích, đợi đó. Lam Nhi quả nhiên là tiên nữ, chỉ có điều. Lam Nhi, đây là vật gì thế? Sao bổn vương chưa từng thấy? Tin ta. Dùng sức. Cẩn thận, vương gia. Dùng sức. Cẩn thận. Vương gia. Ta thả tay nha. Lam Nhi. Lam Nhi. Lam Nhi, ta đứng lên rồi. Tuy chỉ là tạm thời, nhưng ta tin vương gia nhất định có thể thực sự đứng lên. Vương gia, giờ có thể nói cho Lam Nhi sao hai chân lại thành thế này không? Năm đó, hôm nay, ngày tốt cảnh đẹp, cùng các khanh uống ly rượu này. Ngô Hoàng vạn phúc. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Áp giải hắn vào đại lao. Suốt kiếp không thể chờ mình. Phụ hoàng. Phụ hoàng. Ngọc Nhi, con đừng trách mẫu phi. Con phạm thượng, lại dám mưu đồ giết vua. Ta là mẹ của con, khó tránh cũng có lỗi. Không làm thế này, ta cũng sẽ chết. Quá đáng quá, sao thường quý phi có thể làm vậy với chàng? Ta cũng không biết rốt cuộc hôm đó sao lại vậy. Ta không thể khống chế được bản thân. Không có ai tin ta, đến phụ hoàng và mẫu thân cũng. Chắc chắn phụ hoàng rất hận ta. Vương gia, ta tin chàng. Hôm đó có lẽ chàng đã mắc chứng của hoặc bị người ta hạ độc. Sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ trả lại trong sạch cho chàng. Lam Nhi, cảm ơn nàng, trước đây không có một ai tin tưởng ta. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có nàng tin ta, có được thê tử thế này, ta không còn gì mong cầu nữa. Vương gia, chàng. Lam Nhi, đời này có thể gặp được nàng, ta không còn tiếc nuối. Thủy Lạc Lam à, Thủy Lạc Lam. Coi bộ dạng lo yêu đương không có tiền đồ đó của ngươi đi. Cả ngày cứ như kẻ biến thái, nghe trộm người khác, nghe được gì rồi, đi truyền lệnh của ta. Hiện giờ vương phủ không nuôi được người rảnh rỗi, toàn bộ hạ nhân trong phủ, giữ lại ngươi và Từ Quả Giang. Và cả một đầu bếp, những người còn lại, thanh toán tiền lượng, đuổi đi. Vậy sao được? Họ đi hết thì ai làm việc? Đương nhiên là ngươi làm, A Thải và Đại Lực, Kim Cang là người của ta. Ngươi không có quyền sai bảo họ, một mình ta sao làm được nhiều việc như vậy? Ta không làm, được. Vậy ngươi cũng đi đi, ta không cản. A Thải, Đại Lực, Kim Cang. Có. Hiện giờ, chỗ tiền này là chỗ còn lại của vương phủ, các ngươi cầm lấy.
mua đồ ăn cho mấy ngày nay còn nữa, mua thêm chút đồ cần dùng cho y quán. Vương Phi, người muốn mở y quán, mở ở đâu? Chúng ta chỉ có chút tiền này, còn không đủ mua dược liệu. Đúng thế, chúng ta còn phải mời thầy lang. Mời thầy lang cái gì? Các ngươi không tin y thuật của ta? Đương nhiên là tin. Đi mua đi, chuyện còn lại để ta lo. Ngày mai y quán của chúng ta chính thức mở cửa. Vâng. Trong không gian của ta còn nhiều dược liệu thế này, cộng thêm ta biết y thuật, ở cổ đại này ta còn chết đói được chắc. Mọi người tới xem đi, xem thử đi, hôm nay hồi xuân đường chính thức mở cửa, mắc bệnh không phải lo, thuốc tới là hết bệnh. Làm gì thế? Ngươi, ai bảo các ngươi làm hỗ sược? Đây là y quán của Ngọc Vương Phủ, ai cho phép các ngươi hống hách? Ta đấy. Làm sao? Đại lực, ta mở y quán cản trở gì ngươi? Ta thấy cô không chướng mắt. Sao? Bảo người của ngươi cút hết cho ta. Nghe thấy chưa? Lui xuống. Tiểu cô nương xinh xắn thế này lại theo tứ đệ phế vật đó của ta, đúng là đáng tiếc. Mở y quán không dễ đâu, không bằng cân nhắc theo ta. Ta có thể giúp cô giải quyết. Đám tiểu nhân các ngươi, nhân lúc vương gia bệnh nằm giường, bắt nạt chàng ấy. Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, hôm nay ngươi còn tự mình tìm tới. Ta bắt nạt đấy, sao nào? Lẽ nào cô muốn báo thù? Thơm thật. Thật sự không cân nhắc theo ta, tứ đệ bị liệt đó của ta không được đâu, hắn chỉ là phế nhân. Được. A, à, Thủy Lạc Lam, cô đã làm gì ta? Thái tử điện hạ muốn không đứng lên được. Vậy được thôi, ta có thể cho ngài được như ý. Ấy, cô đã làm gì đại ca ta? Ta chưa làm gì cả. Ta chỉ cho hắn nếm thử mùi vị làm kẻ bại liệt. Nếu giờ các ngươi cút đi, có lẽ còn có thể khỏi lại. Nếu không... Thủy Lạc Lam, ta không tha cho cô đâu. Cô đợi đó cho ta. Được thôi, Thái tử điện hạ, ta đợi ngài quay lại, tiếp tục châm cứu cho ngài. Ngươi cố ý phải không? Lãnh Khê, đại ca, không phải ta cố ý. Thủy Lạc Lam này đáng chết thật. Chân ta mất cảm giác luôn rồi. Đại ca, ta đi tìm thầy lang cho huynh. Tìm thầy lang cái gì? Đưa ta về cung, ta phải gặp phụ hoàng. Làm vương phi thì không làm, lại cứ muốn chạy tới đây mở y quán, còn hành y lung tung, làm chân ta mất cảm giác. Xem ta xử lý cô ta thế nào. Nào, đại ca. Thủy Lạc Lam à, Thủy Lạc Lam, cô càng làm thế này với ta càng có hứng thú với cô. Ta không tin, ta không có được cô. Hay. Ái phi, nào, mau tới đây. Hoàng thượng, có mệt không? Rốt cuộc lúc nào ngài phong thần thiếp làm hoàng hậu? Đợi Ngọc Nhi an nghỉ. Vị trí hoàng hậu này chắc chắn là của nàng. Hoàng thượng, Ngọc Nhi đã nằm trên giường 3 năm rồi, cũng chẳng còn bao lâu nữa, đợi thêm chút nữa đi mà. Nếu không, chấm luôn nghĩ tới dáng vẻ Ngọc Nhi chỉ kiếm vào chấm. Nàng là mẫu hậu của Ngọc Nhi, ta đã rộng lượng với nàng rồi. Hoàng thượng, chắc không phải ngài mềm lòng với Ngọc Nhi rồi đấy chứ? Sao vậy được? Ai ở bên ngoài? Thái tử điện hạ tới, bảo nó vào đi. Ngươi tới gặp chấm, có chuyện gì? Đúng thế, gặp phụ hoàng còn không mau quỳ xuống. Ôi, phụ hoàng ơi, ngươi phải làm chủ cho cô nương. Không phải nhi thần không quỳ, là vì chân nhi thần đã bị vương phi của tứ đệ châm cứu thành bại liệt rồi. Con biết ngay tứ đệ sắp hết thời gian, tốt bụng đi thăm. Ai mà biết, vương phi của đệ ấy vẫn không biết điều, còn cầm ngân châm đâm nhi thần. Chân nhi thần bị đâm, nó muốn tạo phản à? À đúng, con thấy tứ đệ muốn tạo phản đó. Phụ hoàng, người đừng quên năm đó đệ ấy ám sát người thế nào. Phản rồi, sao chẳng có thể sinh ra nghiệp chướng thế này? Đúng thế, hồi đó hoàng thượng niệm tình cũ, tha cho nó một mạng, không ngờ nó lại không biết tốt xấu như vậy, không bằng chúng ta nhân lần này. Hổ dữ không ăn thịt con, nếu ta làm như vậy không phải thành trò cười của người trong thiên hạ. Ui ra, phụ hoàng, vậy chân của nhi thần phải làm sao? Một ngày Ngọc Nhi chưa chết, nó vẫn là con trai ta, lẽ nào ngươi muốn chấm phạt con trai mình sao? Hoàng thượng, Lai Phúc, hoàng thượng, hồi cung. Vâng. Hoàng thượng, ngài đi thong thả, cung tiễn phụ hoàng. Xem ra hoàng đế vẫn còn tình cảm với Lãnh Ngọc, nếu để ông ta biết sự thật năm đó, hai chúng ta đều sẽ tiêu tùng. Nếu để ông ta biết kế hoạch ám sát ông ta năm đó của chúng ta, vậy chắc chắn sẽ tiêu đời. Làm sao đây? Thái tử, xem ra hai chúng ta phải liên thủ. Có hứng thú không? Đương nhiên là được, nhưng ta có một điều kiện. Phải giữ lại Thủy Lạc Lam cho ta. Ta phải chơi cô ta cho đã. Được,
Vậy thái tử đợi ta sắp xếp, người đầu, hồi cung. Lãnh Ngọc à Lãnh Ngọc, sao ngươi giống với mẹ ruột đáng chết của ngươi, chết rồi vẫn không để người ta yên tâm. Thủy Lạc Lam, quỳ xuống cho ta. Quý phi nương nương, Lạc Lam đã làm gì sai, biết rõ còn cố hỏi. Bổn cung hỏi ngươi, ai cho phép ngươi mượn danh nghĩa vương phủ để ở y quán? Hồi bẩm nương nương, pháp luật của triều ta không hề quy định dân nữ không thể mở y quán. Hơn nữa, dân nữ có y thuật, đây là đang tạo phúc cho dân. Thẩm thẩm ngươi nhận của bổn cung 1000 lượng bạc, để ngươi qua đây chôn cùng. Ngươi ngoan ngoãn đợi Lãnh Ngọc chết, hiểu chưa? Ta không hiểu. Quý phi nương nương, vương gia đã đứng lên được rồi, vì sao người chỉ mong chàng ấy chết? Lẽ nào vương gia không phải con ruột của người sao? Hỗn xược, ai cho người cái gan dám ngang nhiên cãi bổn cung? Người đâu, giải Thủy Lạc Lam ra ngoài, phạt trượng. Ta xem ai dám. Người đâu, người trong phủ đi đâu hết rồi, phế vật. Quý phi nương nương, Lạc Lam quên nói với hạ nhân trong phủ đã bị ta đổi hết rồi, hiện giờ trong phủ đều là người của ta. Nếu quý phi nương nương muốn đánh Lạc Lam, e rằng phải điều người từ trong cung tới đây. Ngươi, ngươi dám uy hiếp bổn cung? Lạc Lam không dám uy hiếp nương nương, nhưng nếu nương nương 5 lần 7 lượt bố bức ép ta và vương gia, vậy chúng ta cũng cá chết lưới rách luôn, cùng lắm thì cùng chết. Giỏi, giỏi lắm, đúng là con nhỏ mồm mép tép nhảy. Sao hồi đó bổn cung lại nhìn nhầm, chọn ngươi để chôn cùng, nhờ phúc của người để nương nương thất vọng rồi. Ở chỗ bổn cung ngươi phải chết, tới chỗ Lãnh Dẫn ngươi sẽ phải sống không bằng chết. Thủy Lạc Lam, sẽ có lúc ngươi phải khóc. Nương nương đi thong thả. Như Ý là một con chó của bổn cung, giờ đã tới lúc trọng dụng ngươi. Nương nương, Như Ý là chó của người, nghe theo sai bảo của người. Vương gia nằm trên giường đã 3 năm, cũng sắp tới lúc chết rồi, không ngờ vẫn có thể sống được thế này, ngươi đi giúp hắn giải thoát. Nô tỳ tuân lệnh. Nhớ lấy, chỉ được thành công, không được thất bại, nếu không bổn cung chỉ có thể tiễn ngươi lên đường thôi. Vương gia, chân hồi phục khá đấy. Ấy, Lam Nhi, ở đây thì đừng xem, chân của vương gia vừa dài, vừa đẹp thế này, sao không cho ta xem, còn có chỗ ta không xem được à? Ấy, Lam Nhi, ta không có ý đó. Lam Nhi là nương tử của ta, đương nhiên xem được, vậy chàng để ta xem thêm đi. Lam Nhi, Lam Nhi, thế này. Nàng đừng vội, mấy ngày nữa, đợi ta có thể đứng lên hoàn toàn, đến lúc đó, ta cho nàng xem tới đã, không chỉ có thể xem đã thì thôi, còn có thể. Vậy chàng dạng chân ra. Nghĩ gì thế, ta châm cứu cho chàng, rõ ràng là nàng khiến ta hiểu nhầm. Ai? Vương gia, vương phi, tới giờ dùng cơm rồi. Món này do nô tỳ tự tay nấu, mời dùng, không phải ngươi bỏ độc trong này chứ? Chỉ là nô tỳ thấy chân vương gia sắp khỏi, là việc nô tỳ nên làm mà thôi. Để ta bón, ngươi lui xuống đi. Vương gia, 3 ngày nữa có thể đứng lên giống như người bình thường. Vội cái gì? Cái gì? Ngọc Nhi sắp giống người bình thường. Đi nói với Như Ý, bảo cô ta. Giả Thánh chỉ bảo Ngọc Vương Phi vào cung. Vương Phi, tới rồi. Có bệnh nhân tới à? Không, là Thánh chỉ. Thánh chỉ tới. Hoàng thượng khẩu dụ, truyền Vương Phi vào cung kiến giá. Khâm thử. Xin hỏi công công, Hoàng thượng triệu ta vào cung, có chuyện gì sao? Ta không biết. Ngọc Vương Phi, mời theo ta vào cung. Vậy xin công công đợi chút, ta tới ngay. Ngọc Vương Phi, thời gian cấp bách, e rằng không đợi được cô đi gặp Ngọc Vương gia, quay về gặp cũng không muộn. Tiểu thư, cẩn thận. Thủy Lạc Lam, ta xem chút nữa ngươi khóc thế nào. Ngươi được Thường Quý Phi phái tới. Vâng, biết nên làm thế nào rồi chứ. Vâng.
Ngọc Vương Phi đợi ở đây đi. Không phải nói hoàng thượng triệu ta vào cung có việc gấp sao? Sao lại bảo ta đợi? Bảo cô đợi thì đợi đi, đâu ra lắm lời thế. Thái tử, sao ngươi ở đây? Đương nhiên là tới để thăm mỹ nhân của ta rồi. Lãnh Duẫn, đây là trong cung, nếu ngươi dám làm gì với ta, ta lập tức nói với hoàng thượng. Thủy Lạc Lam, hoàng cung này là địa bàn của bổn thái tử, cô có thể chạy đi đâu? Thôi thì theo bổn thái tử đi. Người đâu? Ngươi, ngươi, ta không ngờ phải không? Thực ra từ khi cô vào cung đã bị ta bỏ thuốc rồi. Đây là địa bàn của bổn thái tử, mấy cây châm đó của cô vô dụng thôi. Tới đây nào. Uống, uống đi. Thơm thật đấy. Thủy Lạc Lam, ai bảo cô hại bổn thái tử không đứng lên được. Hôm nay, ta phải cho cô nếm mùi vị của ta. Ai? Ta tới đây, Ái Phi. Thơm thật. Lam Nhi, Lãnh Duẫn, ngươi muốn chết. Sao ngươi lại đứng lên được? Ta không chỉ đứng lên được, ta còn có thể giết ngươi. Tứ đệ, đừng kích động, ta không dám nữa. Tứ đệ, im miệng, chỉ cần lại hại Lam Nhi, ta không tha cho bất kỳ ai. Vương gia, Lam Nhi, Lam Nhi, Lam Nhi, nàng không sao chứ, nóng quá, cứu ta. Vương gia, sao chúng ta lại ở đây? Tối qua, thái tử có ý đồ bất chính với ta nàng. Vội qua đó cứu nàng. Kết quả, nàng hôn mê mãi không tỉnh, còn gọi tên ta mãi. Ta không kìm chế được. Lam Nhi, cuối cùng nàng đã là tân nương của ta. Vương gia, chân của chàng đi được rồi sao? Lam Nhi, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, nàng không chê ta vô dụng chứ? Vương gia, chàng bị thương. Không sao, vết thương nhỏ. Không đâu, vương gia, tối qua chàng thể hiện rất tốt, ta rất hài lòng. Thật vậy sao? Ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Càng ngày càng không biết xấu hổ, đáng ghét. Nhưng vương gia, tối qua chàng thực sự thể hiện rất tốt, cố lên nha. Vương gia, ta về Hồi Xuân Đường trước đây. Vậy ta đợi nàng quay về. Được. Lam Nhi, đi mau. Vương gia,
Lãnh Ngọc. Chàng cố lên, ta có thể cứu chàng, ta nhất định có thể cứu chàng, chàng tin ta, Lam Nhi. Ta không sao. Lãnh Ngọc. Hoàng thượng giá đáo. Lãnh Ngọc, hoàng thượng giá đáo. Hoàng thượng, rốt cuộc có chuyện gì? Là ai ra tay giết hại Ngọc Nhi? Mang hai cỗ thi thể này đi điều tra cẩn thận cho ta. Hoàng thượng, hiện giờ vương gia chưa chết, tuy chân bị gãy nhưng dân nữ có thể nối lại cho chàng. Khẩn xin hoàng thượng cho ta chút thời gian. Cái gì, chân gãy rồi còn nối lại được? Ngươi tưởng ngươi là đại la thần tiên sao? Dáng vẻ hiện giờ của Ngọc Nhi, đại la thần tiên tới cũng vô dụng, chỉ dựa vào ngươi. Hoàng thượng, xin người khai ân. Nếu lần này không cứu được Ngọc vương gia, dân nữ tình nguyện chôn cùng vương gia. Dù sao chàng ấy là con trai của người, cho dù người có oán hận chàng ấy, ngài thực sự nhẫn tâm nhìn chàng ấy chết đi vậy sao? Thủy Lạc Lam, trẫm cho phép ngươi cứu nó. Nếu ngươi có thể cứu nó, trẫm có thể đồng ý với ngươi một điều kiện. Nếu không cứu được, hậu quả ngươi biết rồi đó. Tạ hoàng thượng khai ân. Bệ hạ, chân của Ngọc Nhi đã gãy hoàn toàn rồi, lẽ nào ngài thực sự tin nha đầu Thủy Lạc Lam nó có thể nối được? Nếu cô ta có thể nối được, vậy không phải thành thần rồi sao? Nếu Ngọc Nhi tỉnh lại, biết là do ta làm, chắc chắn sẽ không tha cho ta. Rốt cuộc Ngọc Nhi có phải con trai nàng không? Cho dù nó phạm lỗi, cũng không nên chết thế này. Trẫm không cho phép. Lần này, e rằng Ngọc Nhi không chống đỡ nổi. Bệ hạ bớt đau buồn. Hoàng thượng, Lãnh Ngọc đã tỉnh lại, cái gì sao có thể? Vậy mà chưa chết thật. Sao lại thế này? Hoàng thượng, hiện giờ Ngọc vương gia đã thoát khỏi nguy hiểm. Thủy Lạc Lam, y thuật của ngươi tinh thông thế này, không biết học từ ai? Bẩm hoàng thượng, dân nữ từ nhỏ lớn lên trên núi, lúc lên núi hái thuốc, vô tình từng cứu một cao nhân, nhờ vậy mới được ngài ấy truyền cho. Lần này có thể cứu được vương gia, hoàn toàn là nhờ có bệnh vái tứ phương. Lạc Lam không có bản lĩnh tới vậy. Từ xưa hoàng đế đa nghi, không thể để ngài ấy biết y thuật của ta ở mức nào. Phụ hoàng, đã đỡ hơn chưa? Vương gia, hoàng thượng ở đây, chàng cố lên. Trước đây không phải chàng còn nói muốn tự mình đứng lên thỉnh an hoàng thượng sao? Ngọc, vương gia, nếu Ngọc Nhi đã không còn nguy hiểm tính mạng, Lai Phúc di giá hồi cung. Vâng. Cử người để ý Ngọc Phương Phi. Ngọc Phương Phi, mà có động tĩnh gì lập tức nói cho ta. Người này y thuật không bình thường, tuyệt đối không thể lơ là. Vâng. Vương gia, chàng mau bình phục, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Lần này suýt nữa ta đã không bảo vệ được chàng. Rõ ràng ta đã đổi hạ nhân trong phủ, rốt cuộc còn ai có thể vào đây hại chàng? Lẽ nào có nội gián? Là cô ta. Vương Phi thần tiên tại thế, nô tài bội phục. Từ nay tình nguyên theo Vương Phi, thề chết không rời. Ta không phải thần tiên gì, chúng ta đều là như nhau, mọi người bình đẳng. Sau này cũng không cần bái chào ta, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể khiến Vương Phi huy hoàng trở lại. Vâng. Vương Phi, người nói đúng, sau này chúng ta nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực. Như ý đâu? Không biết, hình như sau khi nghe nói vương gia tỉnh lại thì không thấy nữa. Đại lực, khi tìm cho ra Như ý, đừng để cô ta chạy mất. Vâng. Đi, quỳ xuống, thả ta ra. Nương nương, người này muốn chạy từ lỗ chó, bị hai chúng ta bắt về. Làm tốt lắm. Nói đi, ai sai người tới hại vương gia? Vương Phi nương nương, ta bị oan. Vương gia bị thương không liên quan tới ta, ta chỉ muốn ra ngoài mua chút đồ ăn cho vương gia. Bớt nói nhảm, ngươi tự nói, hay là để ta dùng nghiêm hình mới nói? Ngươi dám? Ta là người của Thường Quý Phi. Người của Thường Quý Phi, nhốt cô ta lại trong chừng, đợi vương gia tỉnh lại để vương gia định đoạt. Vâng. Đi, thả ta ra. Được rồi, lui xuống đi. Vâng. Vương gia, chàng tỉnh rồi à?
Giờ chàng thấy thế nào? Lam Nhi, chân ta là nàng chữa khỏi à? Đương nhiên, hơn nữa phẫu thuật rất kịp thời, sau này không có ảnh hưởng gì tới chàng. Vương gia, lần này không có ai có thể cản chàng đứng lên nữa. Lam Nhi, nàng tin ta. Từ nay về sau, ta không để nàng che chắn cho ta nữa. Ta đảm bảo. Ta tin chàng. Ta không nhìn nhầm người đâu. Vương gia, người ám sát chàng lần này có thể là Thường Quý Phi. Chàng. Mẫu Phi. Cũng đến lúc tính nợ giữa chúng ta rồi. Lần phẫu thuật nối xương này khiến y thuật ta tiến bộ thêm một bước. Lãnh Ngọc, gặp chàng có lẽ là định mệnh sắp đặt sẵn cho ta. Một đồng hồ đồng cũ nát. Trưởng quầy, ngọc bội lần này màu sắc còn tốt hơn lần trước, xem thử có thể cầm được bao nhiêu tiền. Nói trước, sau này ta sẽ chuộc lại. Được, được thôi. Trước đây thái tử đã căn dặn, chỉ cần có mỹ nhân qua đây thì phải bẩm báo cô nương xinh đẹp này. Nhưng ngọc bội màu này ta không tự làm chủ được, ta phải thông báo lên trên. Cô nàng này xinh lắm. Thủy tiểu thư. Điện hạ, chính là cô ấy, biết nên làm thế nào rồi chứ? Biết rồi hạ, biết rồi hạ. Vậy thì tốt. Mỹ nhân, ngươi làm gì thế? Đừng động chân động tay ở đây. Ở đây không có việc của ngươi, đi theo ta. Tất nhiên là ta rồi. Nhìn gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của cô này. Hỗn láo, ta là Vương Phi, là em dâu của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Vương gia của cô sắp chết tới nơi rồi. Muốn làm Vương Phi như vậy, suy xét đi theo ta đi. Lãnh Ngọc, lần trước chịu thiệt vẫn chưa đủ phải không? Ra vẻ thanh cao cái gì? Nhào tới mức phải đi cầm ngọc bội, đi theo tứ đệ phế vật của ta, không phải là muốn tiền sao? Chỉ cần cô ngủ với ta, muốn bao nhiêu tiền cũng được. Bảo ta ngủ với ngươi ư? Đúng vậy, đái một bãi coi lại bản thân mình đi. À điên này, cô. Cô. Đuổi theo cho ta. Đuổi theo cho ta. Thủy Lạc Lam, ta không tin mình không bắt được cô. Tức chết ta mất, tên thái tử cho chết. Lần này không lấy được gì hết, còn làm mất luôn ngọc bội. Chúng ta cứ chờ mà xem. Vương Phi. Vương Phi, người không sao chứ? Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chuẩn bị đồ đạc, ngày mai ta phải chơi với thái tử một phen mới được. Kim Cang, vào trong kho xem. Cái gì có thể mượn được thì lấy hết đi. Ngươi theo ta đi tìm thái tử. Thái tử, nhẹ thôi, làm đau người ta rồi. Ta nói này mỹ nhân, cô đừng phối hợp với ta như vậy nhàm chán lắm. Vậy mà nhàm chán à? Mắng ta đi. Mau mắng ta đi. Mắng ta như mụ điên Thủy Lạc Lam ấy. Thủy Lạc Lam là ai? Bảo cô mắng thì mắng đi. Sao mà lắm lời vậy hả? Chờ ta tìm được Thủy Lạc Lam, ta còn cần cô chắc. Mắng ta. Mùi gì vậy? Thơm quá. Tên đàn ông ghê tởm này, để xem ta xử lý hắn thế nào. Lột quần hắn ra cho ta. Cần dùng đó. Bảo ta lột quần ư? Sáng sớm đi ngang qua phủ thái tử, nhìn thấy treo ở đây rồi. Cô nói xem, đây có phải của thái tử không? Ừ. Màu này ngoài hoàng gia ai mà dám dùng chứ? Kích cỡ của thái tử nhỏ quá rồi đó. Ha ha, đúng vậy.
các ngươi ngay rồi đó làm gì, mau lấy xuống cho ta. Thái tử bớt giận. Bớt giận? Ngươi bảo ta bớt giận kiểu gì hả? Bảo ta bớt giận kiểu gì hả? Ngân lượng ở phòng chứa của tối qua bị kẻ trộm lấy đi hết, hôm nay lại treo thứ này ở đây. Mặt mũi của bổn thái tử mất hết sạch rồi. Thái tử bớt giận. Thủy Lạc Lam. Chắc chắn là Thủy Lạc Lam, ta không xong với cô đâu. Cút. Thế nào vương gia, ta làm có tốt không? Ai bảo tên lãnh dẫn này luôn ức hiếp ta, ta cho hắn bẽ mặt luôn. Lam Nhi nhà ta thông minh nhất, nhưng mà mấy chuyện thế này vẫn nên để ta làm thì hơn, ta lo lắng cho nàng. Được rồi, vậy vương gia phải sớm ngày đứng dậy nhé. Kỳ lạ, theo lý mà nói gãy chân sau khi vương gia không cần phải ngồi xe lăn nữa, dùng gậy là được rồi, sao nó lại chậm hơn so với dự đoán của mình vậy? Ấy Lam, thứ này cũng là đồ của thế giới nàng sao? Đúng vậy, sau này chúng ta có thể sản xuất số lượng lớn như vậy thì có thể giúp nhiều bệnh nhân tàn tật hơn. Đúng là quá thần kỳ. Nương nương. Cái gì? Ngươi nói gì cơ? Vương gia ngồi trên một chiếc ghế biết di chuyển sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Nương nương, nô tỳ cũng không biết, nhưng đúng là chưa từng thấy vương gia đứng dậy. Được, không đứng lên được thì tốt. Một tên phế vật ngồi trên ghế, bổn cung không cần phải sợ. Cả Thủy Lạc Lam nữa, con tiện nhân này rốt cuộc có bản lĩnh tới đâu? Bây giờ xem ra cũng chỉ tới vậy mà thôi. Chỉ cần trừ xử được hắn ta, tiếp theo vị trí hoàng hậu của bổn cung và con trai ruột của bổn cung là Lãnh Khê có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Lam Nhi, để nàng chịu khổ rồi, chờ bổn vương báo được thù, nhất định sẽ chuẩn bị 10 dặm hồng trang rước nàng về một lần nữa. Vương gia, vương gia, thuộc hạ tới trễ, để người chịu khổ rồi. Vương gia, thuộc hạ và các huynh đệ vẫn không tin vương gia là loại người khi quân đại nghịch bất đạo như vậy. Vậy nên các huynh đệ vẫn luôn tìm kiếm chứng cứ thái tử cấu kết với phe phản loạn. Ta nghi ngờ chuyện năm đó chắc chắn có liên quan tới thái tử. Đâu chỉ là thái tử, chuyện này chỉ sợ ngay cả mẫu phi của bổn vương cũng không thoát khỏi hiểm nghi. Lăng Tiêu, mấy năm nay ngươi và các huynh đệ phải chịu khổ rồi. Như vậy đi, ngươi về biên quan triệu tập các huynh đệ, chúng ta sắp phải đánh trận. Rõ. Tiếp theo, thù mới nợ cũ, e là phải tính hết một lượt rồi. Về nhà nhớ uống thuốc đúng giờ. Vương gia, bên này tới một y quán của chúng ta thế nào? Mấy đồ tốt này đều nhờ thái tử điện hạ cả đó. Lam Nhi đúng là tinh nghịch. Thủy thần y, thủy thần y, ta là mẹ của Tiểu Chí, ngài gọi ta Vịnh Mai là được. Từ sau lần trước ngài làm phẫu thuật gì đó cho ta, sức khỏe của ta càng ngày càng tốt lên. Mạng của dân nữ là do ngài cứu, dân nữ không có gì báo đáp, chỉ mong ngài có thể chấp nhận ta và Tiểu Chí để ta hầu hạ ngài cả đời. Ta đã nói rồi, không cần cô báo đáp. Mấy người này là từ sau khi nghe nói hồi xuân đường của ngài mở cửa, ngày nào ta và Tiểu Chí cũng giúp ngài tuyên truyền. Họ đều là hàng xóm láng giềng của ta, muốn tới tìm ngài khám bệnh. Thần y, xin hãy chữa bệnh cho chúng ta. Được, được, vào đây hết đi. Ta khám cho từng người một, nhưng mọi người đừng gọi ta là thần y, gọi ta Vương Phi hoặc Lam Nhi là được rồi. Vâng thưa Vương Phi. Nào, ngồi bên này đi. Ngồi bên này. Ta nhớ ra rồi. A Thải, mau đi xem Như Ý thế nào. Đừng để chết trong vương phủ. Vâng, Lam Nhi. Cô ta chỉ là một người không quan trọng thôi, không cần vội. Vương Phi, cô ta chưa chết. Lúc ta tới, cô ta đang gặm bông đó. Vương gia, người phải đòi lại công bằng giúp nô tỳ. Nô tỳ bị oan. Oan? Bổn vương còn chưa nói gì, ngươi đã tự kêu oan. Vương Phi vu oan ta là người của Thường Quý Phi,
nhưng ta đã hầu hạ người từ nhỏ, trung thành nhất với người. Ở trong vương phủ, ngay cả bổn vương cũng phải nghe lời vương phi. Nếu nàng ấy nói ngươi là gì, thì ngươi chính là cái đó. Vương phi, vương phi, người tha cho nô tỳ lần này. Sau này ta nhất định sẽ hầu hạ người cẩn thận. Ngươi muốn làm hại vương gia, muốn ở lại, thì phải xem vương gia có đồng ý hay không. Vương gia, thôi, biết sai biết sự là tốt. Ngươi lui xuống đi. Sau này nhớ phải hầu hạ vương phi cẩn thận. Tạ ơn vương gia, tạ ơn vương gia, vương gia, vương gia. Chàng Lam Nhi, chân của ta không tránh khỏi có liên quan tới cô ta. Hơn nữa, người phía sau như ý, ta cần nhiều chứng cứ hơn. Mẹ của Lãnh Ngọc là Thường Quý Phi, lẽ nào thật sự là bà ta? Vương gia, dù chân tướng cuối cùng thế nào, ta cũng sẽ đứng về phía chàng. Vương gia, ta về Hồi Xuân Đường trước nhé. Được. Cầm thuốc đi. Vương phi, người đã mệt chưa, uống chút trà đi. Cảm ơn nhé. Bỏ xuống đi. Vương phi, mấy món ăn hôm nay là do vương gia đích thân làm đó, người mau thử đi. Cái gì, vậy mà vương gia cũng biết nấu ăn sao? Không đúng, cơ thể chàng ấy như vậy sao có thể nấu ăn được. Lam Nhi. Vương gia. Lam Nhi, hôm nay là sinh nhật nàng. Ta không biết các cô gái thường đón sinh nhật như nào, cũng không biết nàng muốn gì. Vậy nên, ta đã làm thứ mà ta giỏi nhất cho nàng, hy vọng nàng sẽ vui. Sinh nhật của ta. Sao chàng biết? Ta hỏi người nhà nàng đó, thẩm thẩm của nàng nói, chính là ngày hôm nay. Ta cũng biết nàng. Nhưng mà nàng yên tâm đi, sinh nhật sau ngày của nàng, ta đều sẽ ở bên nàng, không để nàng bị ức hiếp nữa. Nguyên chủ là đồ ngốc được nhặt về. Xem ra người thẩm thẩm thấy tiền là sáng mắt lên của mình lại nói lung tung rồi. Mau ăn đi. Nhưng mà sao mình thấy ấm áp thế nhỉ? Sao vậy? Không ngon sao? Không đâu, tất nhiên là ngon rồi. Mì vương gia nấu là ngon nhất. Vương phi, hôm nay là sinh nhật của người. Nào, uống chút nữ nhi hồng đi. Ta kính Lam Nhi một ly. Chàng không được uống rượu. Để ta uống thay chàng. Chà, rượu ngon, quả là rượu ngon. Nào, rót đi. À, uống với ta một chút. Được, uống ít thôi. Vậy mà vương gia lại đứng lên được rồi. Mạng lớn thật. Không được, mình phải nghĩ cách nói cho Thường Quý Phi để được bảo vệ. Nếu không, sớm muộn gì vương gia cũng tính sổ với mình. Ấy, từ từ thôi, từ thôi, đồ ngốc này, lần sau uống ít thôi nhé. Lam Nhi, nàng đẹp thật, đẹp trai quá, cho ta hôn một cái nào. Lam Nhi, Lam Nhi. Lam Nhi. Ngọc Vương Phi đâu? Có ta, cô thân là Vương Phi. Chẳng lẽ không biết Ngọc Vương Phi không thể lộ mặt ở bên ngoài sao? Vậy mà cô còn dám mở y quán hành nghề y. Người đâu? Đưa cô ta đi cho ta. Chờ lệnh của Hoàng thượng. Các ngươi làm gì vậy? A Thải, ở nhà chăm sóc tốt cho Vương gia. Chờ ta về. Vào đi. Tham kiến Hoàng thượng. Tham kiến Hoàng thượng. Đứng dậy đi, Thủy Lạc Lam. Ngươi có biết trẫm gọi ngươi tới là vì chuyện gì không? Là vì chuyện dân nữ mở y quán sao? Tiền phí và tiền kê thuốc đều thấp hơn những y quán khác. Hơn nữa đối với những gia đình nghèo khó, dân nữ không lấy một đồng nào. Đây là chuyện tốt tạo phúc cho bách tính. Cô to gan thật, dám cãi lời của bệ hạ. Không sao, trẫm thấy tính cách của cô ta rất giống với Ngọc Nhi năm đó. Bây giờ Ngọc Nhi thế nào rồi? Thưa Hoàng thượng, dù gì vương gia cũng bị chặt đứt chân, muốn khôi phục còn cần thời gian, nhưng tính mạng thì không sao. Không biết Hoàng đế muốn làm gì, tạm thời không thể nói thật được.
chặt đứt rồi còn có thể nối lại. Vậy người đã chết, chẳng phải cũng có thể sống lại sao? Hoàng thượng nói đùa rồi, sao Lạc Lan có bản lĩnh cứu sống người chết được chứ? Nhưng mà chân của vương gia vốn đã bị đóng đinh, lần này còn bị chặt đứt, thật sự là đã khiến ngài ấy mất nửa cái mạng. Chân của Ngọc Nhi có đinh ư? Lẽ nào chuyện của Lãnh Ngọc năm đó thật sự có ẩn tình gì sao? Hoàng thượng không hề biết. Nếu Ngọc Nhi đã cần tĩnh dưỡng, ngươi là Ngọc Vương Phi, không ở bên cạnh hầu hạ, còn chạy ra ngoài mở y quán, lộ mặt trước đám đông, còn ra thể thống gì nữa? Thưa Hoàng thượng, dân nữ vẫn nói câu nói đó, ta chỉ muốn dùng chút y thuật của mình, cố hết sức mình, không phải đang bôi nhọ hoàng gia. Được. Đúng là một nha đầu mồm mép lanh lợi. Được, được, được. Có người như ngươi ở bên Ngọc Nhi, trẫm yên tâm rồi. Lui xuống đi, hả? Hoàng thượng, ngươi không phạt ta sao? Hoàng thượng không trách tội cô, còn không mau đi đi. Xem ra hoàng thượng không hề máu lạnh vô tình như vẻ bề ngoài, vẫn rất quan tâm Lãnh Ngọc. Chỉ sợ chuyện này có hiểu lầm gì đó. Mình phải về báo cho Lãnh Ngọc. Ta nghe nói Lãnh Ngọc lại đứng lên được rồi. Vốn muốn để hoàng đế tạo áp lực vì chuyện mở y quán, không ngờ vậy mà ông ta lại gọi riêng Thủy Lạc Lam vào cung. Nói là trách phạt, nhưng thực chất là để thăm dò chuyện của Lãnh Ngọc. Nếu Lãnh Ngọc không chết, thì chuyện chúng ta lập mưu ám sát năm đó sẽ bị lộ. Phải làm sao đây? Chỉ cần Thủy Lạc Lam chết, mọi chuyện đều dễ giải quyết. Thả ta ra, ta muốn đi tìm vương gia. Chân người còn đang bị vương gia không thể đi được. Vương gia, chàng muốn làm gì? Lan Nhi, nàng không sao chứ? Vương Phi, vương gia nghe nói người vào trong cung, lo cho người nên kiên quyết muốn đi tìm người. Nhưng mà vội vàng quá, vết thương trên chân vương gia đã vỡ ra rồi. Vương gia, lần sau chàng có thể đừng hấp tấp như vậy được không? Lam Nhi, vừa rời khỏi nàng là ta lại thấy khó chịu, giống như có tảng đá đè vào tim ta, không biết nên làm thế nào. Đồ ngốc. A Thải, không phải ta nói với chàng hôm rồi nay sao? Ta vào cung, ta gặp được hoàng thượng rồi, chàng đoán xem ta phát hiện điều gì. Cái gì? Thật ra hoàng thượng không hề lạnh lùng như chàng nói đâu. Hôm nay hoàng thượng gọi ta vào hoàng cung, tuy ngoài mặt có vẻ như muốn cảnh cáo ta không cho ta mở y quán, nhưng thực ra rất quan tâm chàng, còn hỏi ta tình hình của chàng. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa hình như hoàng thượng không hề biết chuyện Thường Quý Phi đóng đinh vào chân chàng 3 năm trước. Phụ hoàng, Lam Nhi, nàng nói thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Vương gia, ta thấy giữa chàng và hoàng thượng có hiểu lầm gì đó, hoặc là có kẻ gian giở trò. Vương gia, chàng nhất định phải tìm ra hung thủ. Lam Nhi, ta nhất định sẽ làm vậy. Dù sao thì ta cũng phải cho Lam Nhi cuộc sống tốt hơn mà. Vương gia, vết thương của chàng. Không sao, đừng mà. Lam Nhi, nàng đẹp thật. Lam Nhi, nàng đẹp thật. Vương gia, tối nay để ta dạy chàng, được không? Nào, vào đây xem đi. Mời đi bên này. Nào, tới đây xem đi. Ngay đầu hồi xuân đường khai trương. Mời, mời. Từ từ thôi. Ấy. Lưu thần y, cũng tại Ngọc Vương Phi, mở hồi xuân quán, bệnh nhân đều chạy sang đó hết rồi. Nghe nói giá tiền không những rẻ hơn ở đây, mà thuốc ở đó uống là khỏi. Cái gì? Uống thuốc là khỏi ư? Không thể nào, lần trước chắc chắn là mèo mù vừa cá rán. Ta không tin, cô ta có thể so được với y thuật của lão phu. Ây dô, bái kiến thái tử điện hạ. Đứng dậy đi, có chuyện cần hỏi ngươi đây. Tạ ơn thái tử điện hạ. Lúc trước cho ngươi mở y quán này, mục đích là để ngươi kiếm tiền cho ta, đúng không? Đúng, nhưng sao ta lại nghe nói việc kinh doanh gần đây đã bị hồi xuân đường cướp hết? Thái tử điện hạ tha mạng, tiểu nhân vẫn luôn hết mình cống hiến cho thái tử. Là Ngọc Vương Phi, không biết cô ta làm kiểu gì đã cướp hết một nửa khách của tiểu nhân. Cô ta cướp khách của ngươi, vậy thì ngươi cướp lại đi, dùng bất cứ cách gì, không từ thủ đoạn, hiểu không? Tiểu nhân đã hiểu, điện hạ cứ yên tâm. Đây là đường ra khỏi thành,
không phải khám bệnh cho phu nhân nhà ngươi sao? Nhà ngươi ở đâu? Đã nhận tiền thì phải bán mạng cho người khác. Ta khuyên cô nên ngoan ngoãn theo ta. Ta là Ngọc Vương Phi. Ngươi dám sao? Vậy thì chuẩn rồi. Người ta muốn bắt chính là Ngọc Vương Phi, biết mình là Ngọc Vương Phi mà còn dám to gan như vậy, lẽ nào lại là Cẩu Thái Tử sao? Chắc chắn Cẩu Thái Tử đã cho hắn tiền, xem ra mình phải nghĩ cách trốn thoát rồi. Hắn bị hen suyễn, có cách rồi. Khụ khụ khụ. Dừng xe. Người hành y phải nhân từ, ta chỉ được cứu người, không được giết người. Á, à, bệnh của ngươi đã có từ khi sinh ra, ta chữa một lần cho ngươi, không chữa tận gốc, chỉ tạm thời giảm bớt để tránh ngươi vong ơn bội nghĩa, nửa tiếng sau ngươi mới khôi phục sức lực được. Cáo tử. Nói cho người phái ngươi tới đây, Thủy Lạc Lam ta và hắn cứ chờ mà xem. Thái tử điện hạ tha mạng, vịt đã vào nồi rồi còn để nó bay mất. Ngươi làm ăn kiểu gì thế hả? Thái tử điện hạ, người phụ nữ đó có ngân châm, không thể lại gần được. Vậy thì giết gà dọa khỉ, giết vài người hầu trong phủ của cô ta, ta không tin. Cô ta lại không sợ. Tiểu nhân đã rõ. Muộn như vậy rồi, sao vẫn chưa về? Vương Phi, người về rồi sao? Không phải ngươi đi khám bệnh sao? Sao lại bị thương thế kia? Để ta đi lấy hỏng thuốc không sao? Đã qua cả rồi. Nhớ đừng nói cho vương gia, đừng để chàng ấy lo lắng. Vương Phi, hôm nay tiểu trí tìm được rất nhiều bệnh nhân, sau này tỷ đừng ra ngoài khám bệnh nữa, tiểu trí đau lòng đó. Ngoan thật. Hồi Xuân Đường chúng ta có ngày hôm nay, có không ít công lao của đệ đó. Sau này mỗi ngày ta sẽ cho đệ thêm một đùi gà. Vương gia. Lam Nhi. Ấy. Vương gia, chân của chàng vừa khỏe, cẩn thận chút. Lam Nhi, mau ngồi đi. Lam Nhi, hôm nay nàng bị thương à? Có chuyện gì vậy? Ta không sao, vương gia yên tâm đi. Thật không? Thật chứ? Vương gia, chàng không biết đâu, tiểu trí thật sự rất được lòng mọi người, thông minh lại còn chăm chỉ, ta thích đệ ấy lắm. Lam Nhi thích trẻ con à? Tất nhiên là thích rồi. Vậy chúng ta sau này sẽ sinh thật nhiều con, được không? Vậy phải xem vương gia có được không đã. Nếu không chỉ riêng ta thì có ích gì? Sao? Lam Nhi thấy ta không được sao? Ta không có ý đó, ta đùa thôi. Lam Nhi, ta càng ngày càng không thể rời khỏi nàng được rồi. Lam Nhi, nàng yên tâm. Chờ sau khi ta được rửa oan, ta nhất định sẽ cho tám kiệu rước nàng về nhà. Ta biết rồi, vương gia. Trưa nay ta còn phải tới Hồi Xuân Đường chữa bệnh. Chàng nghỉ ngơi đi. Được. Để ta. Cho ta đi. Này. Vương Phi, Vương Phi, Vương Phi, không ổn rồi. Tiểu trí biến mất rồi, nô tỳ tìm cả sáng cũng không thấy nó đâu. Cái gì? Đại lực, Kim Ca gọi tất cả người đi tìm đi. Rõ, mau lên, mau lên, mau lên. Trời ơi. Ấy, Như Ý, cả ngày nay không thấy Vương Phi đâu. Vương Phi đi đâu rồi? Vương gia không cần người nữa, đi tìm Thái tử rồi. Giờ này, nói không chừng đang ân ái cùng Thái tử đó. Ngươi nói gì cơ? Lam Nhi không phải loại người đó. Sao lại không phải? Vương gia, người nhìn bộ dạng hiện giờ của mình đi, không phải là muốn Vương Phi ở quá sao? Ngươi muốn chết sao? Vương Phi, tiểu trí bị đưa tới đây, sau đó biến mất. Nơi này rất nguy hiểm, nên để ta vào Kim Cang vào thì hơn. Ở đây có ba con đường, ta có ngân châm để phòng thân, đi cùng nhau đi. Ngươi đi phía đối diện này, Kim Cang, ngươi vào phòng bên phải, ta vào phòng bên trái. Ai tìm được tiểu trí trước cũng đừng rời đi, chúng ta tập trung ở phía sau. Rõ, rõ. Thái tử vẫn luôn cấu kết với Trường Thọ Đường, chỉ sợ nơi này là hang ổ của đám cẩu tặc này. Vừa hay lần này tới, ta phải nhìn cho kỹ xem có vấn đề gì không mới được. Hóa ra là thư phòng à. Mưu phản, giết hoàng đế, rồi kế vị. Lãnh Dẫn ơi là Lãnh Dẫn. Để xem lần này ngươi còn cười kiểu gì. Ai? Sao lại là ngươi? Sao ngươi lại ở đây?
đây là địa bàn của ta. Cô còn hỏi sao ta lại ở đây à? Đây là Trường Thọ Đường. Đường Đường Thái Tử Điện Hạ, tới đây làm gì? Tất nhiên là để chờ cô rồi. Cô không biết, vì để tìm cô, ta đã tốn rất nhiều công sức. Thủy Lạc Lam, nơi này là Trường Thọ Đường. Ở đây toàn là người của ta. Để ta xem, hôm nay ai có thể cứu được cô? Tên khốn, dám nhăm nhe bổn cô nương, để xem ta xử lý ngươi kiểu gì. Thủy Lạc Lam, lại muốn dùng đống ngân châm nát đâm ta à? Lẽ nào cô không thấy, bây giờ toàn thân đã không có chút sức lực nào sao? Hèn hạ. Bỏ ta ra, Thủy Lạc Lam. Lam Nhi, ta muốn làm vậy lâu lắm rồi. Đi theo ta đi, được không? Lãnh dẫn. Là kẻ nào? Vương Phi, bọn ta tới rồi. Đây không phải Ngọc Vương Phi y thuật hơn người đó sao? Nửa đêm nửa hôm tới Trường Thọ Đường của lão phu, muốn trộm đồ gì thế? Người đâu, bắt lại cho ta. Từ đã, đừng có ngậm máu phun người. Nếu ngươi biết điều thì mau thả bổn Vương Phi đi đi. Vương Phi, lão phu sợ quá. Có Thái Tử Điện Hạ ở đây, các ngươi đừng hòng thoát được. Bắt lấy. Tiểu Yêu Tinh, để xem cô còn chạy đi đâu được. Mãnh liệt quá. Ta sẽ chơi cô ở đây luôn, để mọi người cùng được mở mang tầm mắt. Ha ha ha. Đừng lại đây, thả ta ra. Dừng tay. Lãnh dẫn. Lãnh dẫn, ngươi. Thả họ ra. Nếu không cái gì? Ngươi nhìn ngươi đi, tứ đệ, ngươi đã ra nông nỗi này rồi, đừng quá nóng tính. Chi bằng tác thành cho anh đi. Lãnh dẫn, lần cuối cùng. Tứ đệ, đừng manh động, đừng manh động. Tứ đệ đứng dậy được rồi hả? Dáng vẻ tứ đệ lúc đứng dậy đẹp trai quá. Hả, rút đi. Lam Nhi, nàng không sao chứ? Vương gia. Lam Nhi, đi, để ta đưa nàng về. Vương gia cứu ta. Lam Nhi, Vương gia, không sao, có ta đây rồi. Không sao rồi, đi thôi. Từ từ thôi. Ngồi đi. Vương gia, chân của chàng đã khỏe hẳn rồi đúng không? Tối qua chàng linh hoạt như vậy, rõ ràng là đã khỏe từ lâu rồi. Chàng cố ý giấu ta đúng không? Lam Nhi, chàng, ấy. Lam Nhi, ta muốn cho nàng một bất ngờ mà. Nhưng mà, ta nghe nói, nàng một mình tới Trường Thọ Đường, thấy chuyện không ổn, nên vội vàng chạy tới đó. Vương gia, Trường Thọ Đường là hang ổ của Lãnh Dẫn, chàng nhất định phải điều tra kỹ. Lam Nhi, nàng yên tâm, mấy chuyện này ta đã điều tra ra rồi, cộng thêm chứng cứ nàng tìm được tối qua, đủ để tăng thêm tội cho Lãnh Dẫn rồi. Tốt quá, Vương gia, chàng lại đứng lên được rồi, không uổng công ta cố gắng. Đa tạ Vương Phi. Đang làm gì thế, đứng dậy đi. Ta. Tiểu Trí bây giờ sao rồi? Tiểu Trí không sao rồi. Đa tạ Vương Phi, ha ha ha. Sao ngươi lại đến thế? Khám bệnh phải lấy số, một là xếp hàng, hai là cút, nơi này không chào đón ngươi. Bổn thái tử muốn đến đầu tiên. Ai dám cản, hôm nay ta nể mặt cô. Cô phải khám cho ta. Sao? Muốn kháng chỉ à? Đi làm việc trước đi. Ôi, Thái tử Điện Hạ vội vàng như thế, chắc bệnh nặng lắm nhỉ? Ta phải khám thật kỹ cho ngài. Ôi, tiểu nương tử đừng. Cô đã làm gì với bổn thái tử? Cô có ý đồ mưu sát, có tin bổn thái tử Chu Di cửu tộc cô không? Thái tử Điện Hạ nói gì thế? Ta đang chữa bệnh cho ngài mà, chẳng phải ngài bị bệnh sao? Lam Nhi à, thực ra, cô càng như thế với ta càng thoải mái, không giống người trong phủ ta, chỉ biết nịnh bợ. Thực ra, từ lần đầu ta gặp cô, ta đã thấy cô khác biệt. Cho nên tên phế vật tứ đệ bây giờ có đứng lên được cũng là một đứa con bỏ đi. Hắn có thể giúp cô hưởng thụ thú vui của phụ nữ không? Không thể. Chi bằng suy nghĩ ở bên ta, đợi sau khi ta thành hoàng đế, nhất định sẽ phong cô làm hoàng hậu, thế nào? Phiền quá. Thái tử Điện Hạ,
đã khám bệnh xong cho ngài rồi, phí khám là 100 lượng, ta sẽ cho người đưa ngài về để tiện nhận tiền. Đại lực Kim Cang có. Tiễn khách. Thái tử. Mấy người. Ôi, thái tử. Ôi dào, đúng là lợi hại. Con khốn Thủy Lạc Lam. Thái tử, thư mật tối qua đánh mất. Đã tìm được ở chỗ Thủy Lạc Lam, chắc không phải cô ấy. Nếu cô ấy biết ta thành hoàng thượng, mà lại dùng thái độ này với ta sao, chắc sớm đã si mê ta rồi. Đi thôi, chúng ta đi chỗ khác tìm được. Lần này, Lãnh Dẫn đến đây chắc không phải vì trêu ta đâu nhỉ. Chắc là để thám thính ta, không biết việc giữa hắn và Lưu Thần Y. Lam Nhi, nghĩ gì vậy? Hôm qua, chàng đứng dậy trước mặt Lãnh Dẫn, hắn sẽ ra tay sớm hơn, ta sợ chàng gặp nguy hiểm. Lam Nhi, yên tâm, bổn vương tự biết sắp xếp. Hiện tại chỉ thiếu bước cuối cùng, là để phụ hoàng biết Lãnh Dẫn cấu kết với Trường Thọ Đường. Đúng vậy, Lãnh Dẫn ỷ mình là thái tử nên mấy năm nay đã bóc lột không ít tiền từ người dân thông qua Trường Thọ Đường. Quá đáng quá. Ôi, ta có cách rồi. Lam Nhi, cách này thật sự ổn sao? Chắc chắn sẽ ổn, vương gia cứ chờ kịch hay đi, đi thôi. Lưu Thần Y, mau cứu nương tử nhà ta đi. Nương tử nhà ta đang thoi thóp. Phải làm sao đây? Chuyện gì thế? Thần Y nhận tiền đi. Chỉ cần Thần Y chữa khỏi cho nương tử nhà ta, có tốn bao nhiêu tiền, ta cũng đồng ý. Yên tâm, chỉ cần lão phu ra tay, chỉ vài ngày thôi, nương tử của cô sẽ trở về an toàn. Tên họ Lưu đấy còn tự xưng là Thần Y, ta thấy giống đồ ngu hơn, để xem ngày mai hắn còn cười được không. Lam Nhi thông minh thật, cách như thế cũng nghĩ ra được, đương nhiên rồi. Ban đầu ta là học bá đấy. Lam Nhi, học sinh giỏi là gì thế? Học sinh giỏi là người học rất giỏi, tức là rất lợi hại. Lam Nhi, thế giới đấy của nàng, rốt cuộc trông ra sao thế? Thế giới đấy, ai cũng bình đẳng, không có chia cao thấp. Nếu yêu nhau sẽ phải làm thủ tục, một vợ một chồng, không được phản bội nhau. Đúng rồi, vương gia, trước khi làm thủ tục phải cầu hôn ấy. Cầu hôn xong hai người phải tìm hiểu nhau trước. Không giống ở đây, trong ngày kết hôn, đến phu quân trông ra sao cũng không biết. Lam Nhi, cầu hôn mà nàng nói là gì thế? Ta cũng có thể bán kẹo đường đây, cô nương xem thử đi. Ta lấy một cái, được. Vương gia, lúc nãy chàng nói gì? Không có gì, Lam Nhi. Vương gia, điều tra cho ta, cầu hôn là gì? Vâng. Lam Nhi, những gì người khác có, ta đều sẽ cho nàng. Cầu hôn, làm thủ tục. Lam Nhi, đợi ta với. Trường Thọ Đường không có y đức, táng tận lương tâm, mong hoàng thượng xét xử. Trường Thọ Đường không có y đức, táng tận lương tâm. Là ai đang gõ trống? Dẫn vào đây đi. Hoàng thượng, nhi thần hôm nay đến đây là muốn tố cáo y quán lớn nhất kinh thành, Trường Thọ Đường, mong hoàng thượng làm chủ cho nhi thần. Thủy Lạc Lam to gan, chỉ vì một việc nhỏ mà ầm ĩ ngoài kia thành thể thống gì chứ, người đâu? Hoàng thượng, nhi thần bị ép vào đường cùng, nhưng y quán có liên quan đến thái tử điện hạ. Ngươi bảo việc này liên quan đến thái tử sao? Đúng vậy, người đứng sau Trường Thọ Đường chính là thái tử điện hạ, ba tánh ai cũng biết việc này. Có việc này ư? Phụ hoàng, tuy y quán là nhi thần mở, nhưng người trong đó không có quan hệ trực tiếp với nhi thần. Hoàng thượng, thảo dân vô tội, cả đời thảo dân liêm chính, chữa bệnh cứu người, chẳng qua là nhận chút phí chữa trị, đã bị vương phi cáo trạng, xin hoàng thượng làm chủ cho tiểu dân. Vậy ngươi cứ nói đi, bệnh nhân hôm qua được đưa đến Trường Thọ Đường rõ ràng đã chết, sao ngươi vẫn nói sẽ chữa khỏi mà còn thu phí chữa trị? Hoàng thượng, người xem đi, người này rõ ràng đã chết, mà hắn cứ thu phí chữa trị của ta mãi. Đây là đơn thu phí của sáng nay. Thường dân to gan, ngươi biết tội không? Hoàng thượng, thảo dân bị oan. Đây, đây, người này chưa chết, sáng nay còn thở. Hoàng thượng, thảo dân tuyệt đối không có nói dối. Phụ hoàng, nhi thần có thể làm chứng, sáng nay nhi thần đến y quán, người này vẫn còn thở. Bệ hạ, thần thiếp cũng có nghe nói. Thủy Lạc Lam, ngươi còn gì để ngụy biện, đều bảo là đang sống. Vậy thì thú vị thật. Hoàng thượng, nếu như Thủy Lạc Lam có thể chứng minh những gì ta nói đều là thật, hoàng thượng có thể chủ trì công đạo không? Đương nhiên rồi.
Thủy Lạc Lam, cô chết đến nơi mà còn cứng mồm như thế. Á! Mọi người nhìn kỹ đi, đây vốn không phải người, mà là người giả. Thái tử Điện Hạ và Lưu Thần Y lại bảo người giả này còn thở vào sáng nay. Đúng là nực cười mà. To gan, cô to gan thật, sao dám ăn nói như thế với Hoàng thượng, ta bảo con to gan. Ta! Đây là việc tốt mà con làm ư, Phụ Hoàng, đây đều là thuộc hạ của Nhi Thần làm, Nhi Thần không rõ. Lưu Hỷ, sao ngươi dám giấu bổn thái tử để làm việc như thế, khiến bổn thái tử chịu nhục, sao to gan thế? Đủ rồi, thành thể thống gì chứ, người đâu? Lưu Hỷ không giữ ý đức, hãm hại bá tánh, trục lợi từ họ, táng tận lương tâm, chém đầu ngay, tịch thu toàn bộ ngân lượng của Trường Thọ Đường. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Thái tử, ngài nể mặt tiểu nhân đã giúp ngài, giúp tiểu nhân với, đi đi. Hoàng thượng, Lãnh Dẫn à, hoàng thượng, tuy không biết chuyện, nhưng không quản giáo thuộc hạ, cấm túc trong thái tử phủ một tháng, suy ngẫm về lỗi sai, Nhi Thần sẽ ghi nhớ lời dạy dỗ. Thủy Lạc Lam, cứ chờ mà xem. Thủy Lạc Lam, trẫm đã chủ trì công đạo cho ngươi, nhưng ngươi cũng có tắc trách, phạt ngươi về suy ngẫm lại. Vâng. Vương gia, hôm nay chàng không đến triều đường, đáng tiếc quá. Lãnh Dẫn tức đến mức xanh mặt. Vậy à? Vương gia, chàng đã giấu gì thế? Không có gì đâu, Lam Nhi, nàng đừng hỏi. Không nữa. Được. Nếu vương gia có bí mật giấu ta, ta tò mò. Ơ này, Lam Nhi, Lam Nhi. À, cái đó, ta đột nhiên nhớ ra, hồi Xuân Đường hình như có việc đang đợi ta, ta về xem thử trước. Lam Nhi, ta không có gì giấu nàng cả, ta muốn cho nàng một bất ngờ, đợi ta thêm vài ngày nhé. Việc gì thế mà lại bí ẩn như vậy? Đến lúc đó nàng sẽ biết. Ôi, nàng phải về hồi Xuân Đường. Mau mà về đi. Ừm, được rồi. Vương gia, việc ngài sắp xếp đã xong xuôi, chỉ đợi ngài ra lệnh. Không vội, đợi khi thái tử không kiềm được, người sau lưng hắn chắc chắn sẽ ra tay. Mấy ngày nay chúng ta cứ nghỉ ngơi dưỡng sức. Vương gia, ngài đã đoán được người đứng sau là ai ư? Đại khái thôi. Lang Tiêu, vài ngày nữa là Tết rồi, đã chuẩn bị xong hết chưa? Vương gia, yên tâm đi, ta chuẩn bị xong hết rồi. Vậy ta rút lui trước. Tên Lãnh Dẫn này đúng là không khác gì rắn cả, sống dai mà còn gớm ghiếc, thế mà không phải chịu phạt nhiều. Rốt cuộc còn cách gì để giết chết hắn không nhỉ? Vương Phi, không hay rồi, người của Thái Tử Phủ mời người đến phủ khám bệnh cho ngài ấy, còn có lệnh của Hoàng Thượng. Thánh chỉ đến. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế chiếu viết, Thái Tử Lãnh Dẫn có hàng trăm phi tần, nhưng không có con cái, khiến trẫm rất lo lắng. Nên mời Thủy Lạc Lam Ngọc Vương Phủ đến Thái Tử Phủ khám bệnh. Khâm chỉ. Tốt quá đi mất, vừa đúng lúc ta đang cần cơ hội. Mang theo dương thuốc của ta, đi ngay. Vương Phi, người tức đến mức hồ đồ luôn sao? Chút nữa, em đến Hoàng Cung, nhất định phải bảo Hoàng Thượng đến Thái Tử Phủ. Cứ bảo là việc liên quan đến Lãnh Ngọc, Hoàng Thượng nhất định sẽ đến, mang theo đi. Được. Cái gì? Không thể để Lam Nhi gặp nguy hiểm, mau đi. Vương gia, chân của ngài, cẩn thận. Hay cho sự bày trí hoa lệ. Thái tử Điện Hạ, chắc chắn là gọi ta đến khám bệnh sao? Ngọc Thần Y, Ngọc Vương Phi, trước kia cô thần thông quảng đại như thế, sao ta còn dám trêu ghẹo cô? Hôm nay, bổn thái tử đích thân xin lỗi cô. Nể mặt ta. Trà mà Thái tử Điện Hạ mời, ta đâu dám không uống. Thái tử Điện Hạ, ly này ta mời ngài. Bổn thái tử không quen uống trà, miễn đi. Ồ, vậy Thái tử Điện Hạ thích uống rượu sao? Người đâu, mang rượu ngon lên cho Thái tử Điện Hạ. Cô thích uống rượu sao? Được, vậy bổn thái tử sẽ miễn cưỡng uống cùng cô vài ly. Quả nhiên là rượu ngon. Nào,
Thái tử điện hạ cũng nếm thử đi. Được. Con khốn này. Ta không tin ở nhà cô lại hạ độc được. Đúng là rượu ngon. Nào đệ phụ, chúng ta tiếp tục uống. Thái tử điện hạ, ngài xấu xa quá, vừa là đệ phụ vừa gọi ta là vương phi. Rốt cuộc ta là ai của ngài? Ôi dào. Ha ha ha, đúng, cứ đối xử với ta như thế, ta thích cô bạo lực với ta. Đúng là rượu ngon. Ôi, thần y, vương phi, ôi, cô xem này. Chỉ cần cô đánh ta, mắng ta, cả người ta sẽ thoải mái. Cô nghĩ xem nhé. Chỉ cần cô đáp ứng ta làm vương phi của ta, đợi sau khi ta thành hoàng thượng, cô sẽ là hoàng hậu. Thế nào? Thái tử điện hạ, lời này không nên nói đâu. Giờ bệ hạ còn đang khỏe mạnh. Đánh ta. Đánh ta đi. Thái tử điện hạ có thích thế này không? Ôi, ha ha ha, tên biến thái này, càng đánh càng hưng phấn ư. Chắc hoàng thượng sắp đến rồi nhỉ. Đánh ta đi. Đánh ta. Đúng, ha ha ha. Năm xưa đã tính kế lãnh ngọc ra sao? Nói đi. Được. Nói không? Không nói. Ta sẽ không đánh nữa. Được, được. Ta sẽ nói. Ta nói. Ta nói. Năm xưa, ta đã dùng một vị thuốc khiến lãnh ngọc nhầm hoàng đế thành thích khách. Ta lợi hại không? Hãm hại huynh đệ, đúng là táng tận lương tâm. Ta sẽ đánh chết ngươi. Đúng, đúng thế. Cứ đánh ta như thế, ta còn có việc nghiêm trọng hơn nữa. Còn việc gì? Cứ nói hết ra đi. Nếu không, ta sẽ không đánh nữa. Đúng. Đúng là thoải mái quá. Tên cẩu hoàng đế kia, hắn không còn sống được lâu nữa. Không lâu sau, ta sẽ đăng cơ làm hoàng thượng. Ha ha ha. Hoàng thượng, Lãnh Duẫn, to gan thật đấy. Tiểu nương tử, sao không đánh ta nữa? Đánh ta đi, nghịch tử. Hà. Lam Nhi, tiểu nương tử, sao lại xấu đi thế này? Để ta hôn một cái nhé. Cái thằng ngu này, nhìn lại ta là ai đi? Phụ hoàng, sao người lại ở đây? Phụ hoàng, còn biết ta là phụ hoàng ư? Nghịch tử muốn xoán ngôi này, hôm nay trẫm sẽ phế ngươi. Nhi thần biết lỗi không? Nhi thần bị oan. Người đâu, áp giải vào nhà lao chờ phán quyết. Phụ hoàng, nhi thần thật sự bị oan. Con khốn Thủy Lạc Lam này là cô ta hại phụ hoàng. Phụ hoàng, Thủy Lạc Lam tuy giúp trẫm điều tra rõ sự thật, nhưng ô uế hậu cung, tội không thể dung thứ. Người đâu, bắt lấy cô ta chờ ngày chém đầu. Người bị sao thế? Ta đã giúp người mà, còn dám cãi ư? Thêm một tội nữa. Ta còn ngây ra làm gì? Bắt cô ta đi. Làm gì vậy? Phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng. Lãnh Ngọc bái kiến phụ hoàng. Ngọc à, chân của con khỏi rồi ư? Phụ hoàng, chân của con được Lam Nhi chữa khỏi, không thể giết nàng ấy được. Ngọc à, chấm biết việc năm xưa là Lãnh Duẫn làm, là chấm trách nhầm con. Nhưng Thủy Lạc Lam gian díu với Lãnh Duẫn ở trong phủ, làm mất mặt mũi hoàng gia, tội không thể tha. Phụ hoàng, con không thể thiếu Lam Nhi được, mong phụ hoàng lượng thứ. Lưu công công, còn ngây ra làm gì? Bắt cô ta đi. Phụ hoàng, đừng. Phụ hoàng, nếu người nhất định phải đưa Lam Nhi đi, con cũng không sống nữa. Vương gia, đừng kích động, dừng tay. Chỉ cần phụ hoàng đồng ý thả Lam Nhi ra, ta sẽ buông kiếm xuống. Được, được, con bỏ kiếm xuống đi. Thủy Lạc Lam, lần này trẫm sẽ tha cho ngươi, nhất định phải nhớ kỹ, đây là do nể mặt con ta. Nếu còn lần sau bị ta phát hiện có hành vi không không đoan chính, sẽ thêm một tội. Đa tạ phụ hoàng khai ân. Hừ, hoàng đế đúng là đa nghi thật, rõ ràng là ta đã cứu các người. Lam Nhi, không sao rồi, có ta ở đây. Vương gia, ta không sao. Điều tra lai lịch của Thủy Lạc Lam đi. Vâng. Ngươi nói gì? Lãnh Duẫn bị phế truất ư? Phế vật. Lãnh Ngọc đã chứng minh được sự trong sạch, tên cẩu hoàng đế sớm muộn gì cũng sẽ trao vị trí thái tử cho Lãnh Ngọc. Vậy con trai ta phải làm sao đây? Cùng ta đến Ngọc Vương phủ, ta muốn gặp Ngọc Nhi. Quý phi nương nương cát tường, sao cô lại đến một mình Ngọc Nhi đâu? Bẩm nương nương, bệnh ở chân của vương gia tái phát, bây giờ không tiện đến đây, nên bảo ta đến đây thỉnh an thay.
chân của Ngọc Nhi chẳng phải đứng lên được rồi sao? Sao lại tái phát thế? Chẳng lẽ là ngươi đang lừa bổn cung? Lạc Lam không dám lừa nương nương. Thật sao? Đến bên cạnh bổn cung nói chuyện đi. Lạc Lam à, đừng trách mẫu thân hỏi nhiều. Ta cũng chỉ là lo lắng cho con ta. Ngươi nói thật đi. Chân của Ngọc Nhi rốt cuộc là sao rồi? Được. Để moi thông tin từ ta mà diễn kịch ư? Ngươi không biết rồi. Chân của vương gia bị thương quá nặng. Chàng ấy có thể đứng lên đã là kỳ tích. Không mong chờ gì hơn. Thật sao? Nếu là thế thì bổn cung đã yên tâm hả? Ý của bổn cung là, nếu là thế, sao mà bổn cung yên tâm nổi? Quý phi nương nương, chân của vương gia khỏi rồi, mau đi xem đi. Thứ lắm mồm, đúng là mạo phạm, chẳng lẽ không biết chân chàng ấy khỏi chưa? Vừa hay, bổn cung nhớ Ngọc Nhi rồi, bổn cung phải đích thân đi xem. Quý phi nương nương, cẩn thận, đừng để bị vấp ngã. Nương nương, ta phải xem thử chân của nó rốt cuộc đã khỏi chưa. Ta phải xem thử. To gan. Mẫu hậu, mời về. Bộ dạng này của ta sẽ khiến người sợ đấy. Ngươi đi. Quý phi nương nương đi cẩn thận. Ngươi, ngươi định làm gì? Ta là người của thường quý phi. Ta biết ngươi là người của thường quý phi. Thì sao? Quý phi nương nương lúc nãy rời đi, sao lại bỏ quên con chó trung thành ở đây nhỉ? Ngươi. Vương phi nương nương, Như Ý biết lỗi rồi. Tha cho ta lần này đi. Như Ý đảm bảo sau này nhất định sẽ phục vụ người và vương gia thật tốt. Có lẽ ngươi đã nói đúng. Nói không chừng giữ ngươi lại sẽ có tác dụng. Thôi cứ giữ lại vậy. Vương gia, vương. Lam Nhi, ta nhớ nàng rồi. Ta chỉ đi ứng phó thường quý phi. Chẳng phải chàng đã chứng kiến sao? Sao chỉ một lúc mà lại nhớ ta thế? Ta không rõ bản thân sao nữa. Bây giờ chỉ cần xa nàng một lát, ta sẽ nhớ nàng ra giết. Vương gia, chàng làm gì vậy? Đương nhiên là sủng ái Lam Nhi của ta rồi. Vương gia, chàng đừng đùa mà. Vương gia. Lam Nhi. Lam Nhi, vài ngày nữa sẽ đến Tết. Phụ hoàng bảo chúng ta vào cung nhận thưởng. Đến lúc đó, ta sẽ năn nỉ phụ hoàng đích thân ban hôn cho chúng ta. Ta cần 8 chiếc kiệu lớn và 10 dương của hồi môn để đón nàng về nhà. Lam Nhi, nàng còn muốn gì không? Ước nguyện của ta là chữa bệnh, cứu người. Để y thuật của mình có đất dụng võ. Có người mình yêu và người yêu mình. Thế thì mỗi ngày đều sẽ rất hạnh phúc. Vương gia, 10 dương của hồi môn, 8 chiếc kiệu lớn mà ngài nói, ta đều không cần. Nếu như có nhẫn thì tốt quá. Có nói, chàng cũng không hiểu. Vương gia như bây giờ đã tốt lắm rồi. Lam Nhi, ta biết thứ nàng cần là gì rồi. Đợi ta. Con khốn thủy Lạc Lam, dám không xem ta ra gì ư? Còn tên Lãnh Ngọc kia nữa, tưởng hoàng đế tha thứ là có thể làm thái tử sao? Mẫu thân, bớt giận đi. Bây giờ Lãnh Duẫn đã vào trong nhà lao. Tứ huynh đấy của con cũng chỉ phế vật tàn phế, không đủ để sợ. Không được, Lãnh Ngọc không chết, bí mật của hai ta sớm muộn sẽ bị lộ. Khê Nhi, mẫu phi nói con nghe, lão hoàng đế đã bị ta bỏ thuốc, không còn sống được lâu nữa. Đợi thêm chút nữa sẽ là thời cơ tốt để chúng ta ra tay. Chỉ cần con lên ngôi, Lãnh Ngọc chết, hai chúng ta sẽ được an yên, hiểu chưa? Chẳng qua trước khi ra tay, con khốn thủy Lạc Lam đúng là chướng mắt, chúng ta phải nghĩ cách để ly gián chúng. Yên tâm đi, mẫu ta có cách. Được, điều mà Lãnh Duẫn không làm được, con sẽ làm được. Quầng thâm của cô hơi nặng, tối về ngủ sớm nhé, bớt chơi điện thoại. Thế giới này không có điện thoại. Không sao, nghỉ ngơi chút là được. Đa tạ vương phi, nghỉ ngơi đi. Được. Lam Nhi, mấy ngày nay ta thấy nàng cứ bận mãi, có mệt không? Ta rất lo cho nàng. Ta không mệt, vương gia. Ta nhìn thấy bệnh nhân khỏi bệnh nhờ sự chữa trị của ta, ta có cảm giác thành tựu lắm. Đúng rồi, từ lần trước thường quý phi đến đây đã không còn động tĩnh gì. Vương gia, chàng nói xem bà ta đã dừng lại hay là đang chuẩn bị ra tay. Với sự hiểu biết của ta, bà ta chuẩn bị lâu như thế nhất định sẽ không vì ta mà từ bỏ đâu. Thế này đi,
ta sẽ bảo Lăng Tiêu bọn họ canh chừng kỹ hơn. Xin lỗi, hôm nay đã đóng cửa rồi. Con khốn này, biết ta là ai không? Ta thấy không khỏe, bảo tứ tẩu khám bệnh cho ta. Hôm nay Vương Phi mệt lắm rồi, ta trông sắc mặt của ngươi không khác gì người bình thường, không được vào. Ta đau ngực, tứ tẩu. Này, ta không được, ta phải vào. Tứ tẩu, vương gia, về vương phủ trước đi. Ta phải gặp tứ tẩu. A Thái, cho người vào đi. Tứ tẩu, nói đi, bệnh gì? Ôi, tứ tẩu, mau giúp ta khám đi, ta đau đầu quá. À, đây. Tứ tẩu, trước đây ta đã thấy tỷ xinh đẹp, giờ nhìn gần thì đẹp hơn nữa. Ngươi đến khám bệnh hay là đến lên cơn khám bệnh? Xem đi, xem đi. Tứ tẩu, tỷ nghiêm túc quá rồi. Không có bệnh nặng gì, không cần thuốc, cứ thế về nhà đi. Này, tứ tẩu, nhưng ta vẫn thấy khó chịu lắm. Xem giúp ta đi. Ta thấy tức ngực, mau xem giúp ta đi. Ngươi làm gì đó? Xem ngực ta đi. Lãnh Khê, ngực của ta rất... Lãnh Khê, buông Lam Nhi ra. Tứ ca, đừng kích động, có gì từ từ nói. Ta với tứ tẩu không có gì thật, nếu ngươi dám có gì đó thì đầu ngươi đã lìa cổ. Đỡ kiếm. Tứ ca, tứ ca, bớt giận đi, ta sẽ đi ngay. Được rồi, vương gia, ta với Lãnh Khê không có gì đâu, hắn còn không giỏi như tướng công ta, nàng sợ gì chứ. Nhưng Lãnh Khê trẻ tuổi hơn ta, dù ta bị mù cũng không thích hắn đâu. Chàng yên tâm. Được, ta tin tưởng Lam Nhi. Nhưng vương gia hà, ta nhớ trước đó quan hệ giữa chàng và Lãnh Khê hình như cũng khá tốt, tại sao? Lãnh Khê, là vì ta biết bí mật giữa hắn và Quý Phi, trước đó hắn chỉ là giả vờ tốt với ta thôi. Tuy ta với Lãnh Khê có chung mẫu thân, nhưng mẫu phi từ nhỏ đã thương hắn nhất. Tại sao? Vương gia, rốt cuộc chàng đã biết bí mật gì của hắn và Quý Phi? Lãnh Khê, không phải con của phụ hoàng, mà là mẫu phi sinh với người ngoài. Cái gì? Bí sự trong hậu cung lại gây cấn thế sao? Gây cấn? Gây cấn là sao? Lúc ta biết được bí mật này đã mười mấy tuổi rồi. Khi đó mẫu phi năn nỉ ta đừng nói cho phụ hoàng biết. Ta đã hứa với bà ấy, nhưng ta không ngờ bà ấy không chỉ không tin ta, thậm chí còn muốn. Lãnh Ngọc, đây không phải lỗi của chàng, có lẽ bên trong còn có lý do gì khác. Ta tốt nhất là đừng kể chuyện Lãnh Ngọc có thể không phải con ruột mà Thường Quý Phi sinh với chàng ấy. Đấy đã là việc quá khứ, sau này chàng còn ta. Lam Nhi, ta yêu nàng, ta muốn tổ chức hôn lễ hoành tráng cho nàng. Chúng ta bái đường thành thân lần nữa được không? Lam Nhi, Lãnh Ngọc ta xin thề kiếp này sẽ không bao giờ lừa dối Lam Nhi. Lam Nhi, nàng đồng ý chứ? Ta đồng ý. Cẩn thận, từ từ thôi. Được. Tứ ca, tứ tẩu, ta đã đợi hai người lâu lắm rồi. Mặt dày, ta sẽ chém ngươi. Vương gia, đừng kích động. Lam Nhi, nàng không cho ta giết hắn. Không phải không cho, đối phó loại người này không đáng để làm bẩn tay chàng. Hắn dám mơ tưởng đến nàng, đáng giết. Vương gia, Lãnh Khê, mặc cho ngươi có mục đích gì, ai bảo ngươi đến? Nhưng ta nói cho ngươi biết, đừng giở trò này. Ta đâu phải đến phá hoại mấy người, ta đến để gia nhập hai người. Ngươi gia nhập? Người của hoàng thất đều chơi lớn thế à? Xin lỗi, tướng công ta có bản lĩnh lắm, không cần ngươi. Lam Nhi, nàng tin ta, một mình ta đủ để thỏa mãn nàng. Hai người đúng là không biết xấu hổ. Không. Này, tứ ca, chẳng phải chân của huynh có tật sao? Ta thấy hai lần này chân huynh cũng có sức thật. Lãnh Khê, nếu ngươi không sợ phụ hoàng, có thể lan truyền chuyện về chân ta ra ngoài. Ngươi cút đi. Vương gia, chuyện về chân của chàng chắc là không giấu nổi Thường Quý Phi nữa, chỉ là thuộc hạ của chàng vẫn đang đến đây. Nếu như Thường Quý Phi ra tay trước, e rằng chàng, ta sẽ xử lý hết bọn họ. Chỉ cần Lam Nhi không sao, mọi việc sẽ tốt lên thôi. Xem ra, tiếp theo sẽ có một trận chiến lớn rồi. Mẫu thân, đang khẩn cấp lắm rồi, người còn tâm trạng ở đây sao? Con bị sao thế? Cút ra ngoài. Ra ngoài đi. Nói đi, chân của Lãnh Ngọc chẳng bị sao cả. Hắn lừa người đấy. Cái gì? Sao hắn phải lừa ta? Chẳng lẽ đang ủ mưu gì sao? Phải làm sao đây? Vậy thì ra tay trước. Lam Nhi, kế hoạch lần này quá nguy hiểm, nàng không nên đi theo đâu. Không sao, vương gia, ta ở cạnh chàng, ta sẽ yên tâm hơn.
chúng ta dùng bản thân làm mồi, dụ họ xuất hiện, lỡ như bị phát hiện thật sự là bà ta muốn giết chàng. Chàng có đau lòng không? Có, nhưng sẽ kiên định, quyết tâm báo thù hơn. Năm xưa, chuyện bị ám sát, Lăng Tiêu điều tra được, không chỉ là Lãnh Duẩn. Thuốc đấy chỉ có Tây Vực mới có. Mà Tây Vực là nhà ngoại của Thường Quý Phi. Thực ra, lần trước gặp Hoàng Thượng, ta đã ngầm cảm nhận được ý định của người. Thường Quý Phi hình như không phải mẹ ruột của chàng. Nàng nói gì? Nhưng Mẫu Phi đã nuôi lớn ta, sao có thể? Việc này, e rằng chỉ có Hoàng Thượng và Thường Quý Phi biết. Chuyện gì thế này? Với cả Vương gia không thấy Thường Quý Phi dường như không thân thiết với chàng mấy sao? Trước đây, ta luôn tưởng rằng là bản thân chưa đủ tốt. Nhưng giờ xem ra, chuyện năm xưa, chắc có ẩn khúc. Ta nhất định sẽ điều tra rõ việc này. Đi đi, ta sẽ luôn ủng hộ chàng. Lam Nhi, nàng là món quà tốt nhất mà ông trời ban cho ta. Đợi đến Tết, ta nhất định sẽ công bố với cả thiên hạ. Nàng là vương phi của ta. Vương gia, còn có việc quan trọng. Lam Nhi, ta muốn. Hỗn xược, ai cho các người cái gan này? Vương gia, còn không mau qua đây chịu chết. To gan, ai phái các ngươi đến? Chết đến nơi, mà miệng của vương gia vẫn cứng quá nhỉ. Đáng tiếc ngươi từ lâu đã không còn là chiến thần vương gia 3 năm trước lên rồi. Thả cô ấy ra. Ta bảo ngươi thả cô ấy ra. Vương gia, chàng ngầu quá. Đúng là uy phong lẫm liệt, ta yêu chàng chết mất. Có đau không? Không sao cả. Cuối cùng cũng dụ đám người các người ra cả rồi. Lăng Tiêu, mau cho hỏi bọn họ xem sau lưng rốt cuộc là ai và đã làm những chuyện gì. Vâng. Đám người này đúng là người của Thường Quý Phi. Được rồi vương gia, giờ chúng ta đã có được chứng cứ rồi. Tiếp theo là đến lúc tính sổ rồi. Không còn sớm nữa, chúng ta mau đến Hoàng Cung đi. Lần trước tham gia gia yến đã là 3 năm trước. Lần đó đổi lại 10 chiếc đinh thép, 3 năm bị bệnh nằm giường. Lần này sẽ thế nào đây? Vương gia, đi thôi, lần này khác rồi. Lần này chúng ta đến để rửa sạch oan khuất, đến cứu Hoàng Thượng. Lên xe ngựa trước đi, chúng ta xử lý vết thương đã. Được. Nhi thần, Lạc Lam thỉnh an phụ hoàng. Ngọc Nhi, mắt của con. Bẩm phụ hoàng, vết thương nhỏ, không sao cả. Vậy thì tốt. Mau đứng lên đi. Mau vào chỗ ngồi đi, các ái khanh cũng ngồi xuống cả đi. Ha ha ha, hôm nay là yến tiệc mùa xuân. Trước đây nghe nói chân của Ngọc Vương đã gãy rồi, giờ lại nối lại được. Đúng là thần kỳ, Ngọc Vương Phi, quả nhiên lợi hại. Hôm nay trẫm đặc biệt, tập hợp các ái khanh ở đây. Vì có một chuyện muốn nói, chuyện 3 năm trước Ngọc Nhi ngang nhiên ở trên triều đường giết cha. Trẫm đã tra được rõ sự thật. Ngọc Nhi bị oan. Ngọc Nhi, nếu không phải 3 năm trước, trẫm nghĩ oan cho con. Chức vị thái tử đã là của con từ lâu rồi, hôm nay trẫm sẽ trả lại nó cho con. Nhi thần khấu tạ phụ hoàng, con trai chiến thần của trẫm lại quay về rồi. Ha ha ha. Ngọc Nhi, hôm nay trẫm vui, con muốn cái gì cứ việc nói, trẫm đều sẽ thỏa mãn cho con. Ha ha ha. Nhi thần khẩn xin phụ hoàng để Ngọc Vương Phi đại hôn lại với con. 10 dặm hồng trang, kiệu lớn 8 người khiêng, cùng cô ấy bái đường thành thân. Ngọc Nhi, đúng là trẫm có một chuyện cần xử lý. Vương Phi đó của con, cô ta là một yêu nữ. Đừng nói là cưới vào cửa, trẫm còn phải xử chết người này. Cái gì? Sao người lại vắt chanh bỏ vỏ thế? Phụ hoàng, Lam Nhi, sao có thể là yêu nữ? Cô ấy chữa bệnh đã cứu vô số bách tính nghèo khổ. Những điều này, người đều nhìn thấy mà. Đủ rồi. Còn nói cô ta không phải yêu nữ, xem con đã bị cô ta mê hoặc đến mức nào rồi. Người đâu, dẫn người làm chứng ở Thủy Gia Thôn, lên đây cho ta. Dân phụ khấu kiến. Hoàng thượng, đứng lên đi. Tạ hoàng thượng, các ngươi chính là người nhà của Thủy Lạc Lam, của Thủy Gia Thôn đúng không? Nói tình trạng của cô ta đi. Bẩm hoàng thượng, đây là cháu gái của dân phụ, nhưng cô ta là một yêu quái. Sao các người có thể ngậm máu phun người? Lúc đó khi ngươi bị đưa đến vương phủ đã là một thi thể rồi, sau này lại đột nhiên vùng dậy. Chuyện này quý phi nương nương tận mắt nhìn thấy mà. Đúng đó, quý phi nương nương, người nhất định phải làm chủ cho bọn ta. Thường Quý Phi, có chuyện này không?
Bẩm bệ hạ, đúng là có chuyện này. Lúc đó thần thiếp tưởng Ngọc Nhi không còn sống lâu, cho nên mới... Được rồi, được rồi, Thủy Lạc Lam chết đi sống lại. Sao con người có thể chết đi sống lại được, trừ khi cô ta chính là một yêu quái? Thủy Lạc Lam, ngươi còn gì để ngụy biện không? Người đâu, nhốt người này vào đại lao cho ta. Đợi nghe xử trí, đợi đã. Bệ hạ, dân nữ chẳng qua chỉ là biết chút y thuật nhưng được người bên ngoài đồn đại thần kỳ lên thôi. Dân nữ thật sự là một người sống sờ sờ, trên thế giới này hoàn toàn không có yêu quái. Hơn nữa, trước khi bệ hạ xử chết dân nữ cầu xin bệ hạ có thể nói chuyện riêng với ta. Dân nữ có việc muốn bẩm, liên quan hệ trọng đến mạng người. Thủy Lạc Lam to gan, đã đến lúc này rồi mà ngươi còn dám ngụy biện, muốn gặp riêng bệ hạ, ngươi cũng xứng à? Phụ hoàng, nhi thần bằng lòng đi cùng. Lam Nhi sẽ không làm hại tính mạng người đâu, mạng người quan trọng. Xin phụ hoàng, đã chết đến nơi rồi, trẫm muốn xem. Các ngươi còn có thể giở trò gì? Hừ. Nói đi. Phụ hoàng, đắc tội rồi. Người đâu? Ngươi đã cho trẫm uống gì? Người đâu? Hoàng thượng, ngươi đã trúng kịch độc, bây giờ thân thể rất nguy hiểm, ta và Lãnh Ngọc đến để cứu người đó. Hoàng thượng, ngươi có thể nghe hai bọn ta giải thích không? Hoàng thượng, ngươi uống xong viên thuốc này, bây giờ có phải đã cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh không? Triệu chứng gần đây thân thể thường hay mệt mỏi và ho đã giảm nhẹ rồi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bẩm phụ hoàng, có thể là có người hạ độc trường kỳ trong thức ăn của người. Độc này không màu không mùi không vị, hơn nữa mỗi ngày chỉ một chút, hoàn toàn không chí mạng. Đúng vậy hoàng thượng, là vì lượng thuốc đột nhiên tăng lên cho nên ta mới phát hiện ra. Nếu hoàng thượng còn không tin thì có thể đích thân dùng chiếc kim bạc này để thử. Là ai to gan như vậy? Chấm tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Phụ hoàng, hoàng thượng, độc của người bây giờ vẫn còn giải được, nhưng cần ta châm cứu cho người một thời gian. Chỉ là, ôi, dù sao ta cũng có thân phận yêu nữ, sợ rằng việc này, ôi chà, con dâu của chấm sao có thể là yêu nữ được? Ha ha ha, là thần y mới đúng. Chỉ cần các con có thể chữa khỏi bệnh của ta, chấm không chỉ ban hôn cho các con, còn phong con làm đệ nhất nữ thần y. Hoàng thượng nói thật chứ ạ? Vua không nói đùa. Vậy Lam Nhi nhất định sẽ mau chóng giải độc cho hoàng thượng. Được, phụ hoàng. Chỉ là không biết mục đích và thủ đoạn của kẻ đứng sau là gì. Ngọc Nhi yên tâm, chấm tự có cách. Hoàng thượng giá đáo. Chuyện gì thế nhỉ? Xem ra Thủy Lạc Lam không sao rồi. Lạc Lam, nào. Ngọc Nhi, bây giờ chấm đã điều tra rõ sự thật, Lạc Lam không phải yêu nữ nữa. Hôn lễ của Ngọc Nhi và Lạc Lam chấm không phản đối nữa. Các ái khanh tiếp tục dùng bữa. Dùng bữa xong, chúng ta vào cung ngắm pháo hoa. Đa tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, vậy dân phụ thì sao? Những gì dân phụ nói đều là thật. Dân nữ to gan, còn dám ồn ào ở đây. Người đâu, kéo bọn họ ra ngoài cho ta. Hoàng thượng, dân phụ bị oan. Quý phi nương nương, cứu ta với, còn không mau kéo ra ngoài. Tạ ơn hoàng thượng đã rửa sạch oan khuất cho dân nữ. Thủy Lạc Lam, Lãnh Ngọc, các ngươi đừng vội, kịch hay chút nữa mới bắt đầu cơ. Náo nhiệt quá. Vương gia, chàng xem. Vương gia, có đẹp không? Đẹp, nhưng không đẹp bằng Lam Nhi. Lam Nhi, trận pháo hoa hôm nay là thuộc về hai ta. Lam Nhi, trước đây nàng từng nói với ta thế giới đó của nàng, còn cả hôn lễ nàng mong muốn, lời cầu hôn nàng nói, cho nên ta đã chuẩn bị rất lâu. Nhưng không biết tất cả những điều này có phải là điều nàng muốn không. Nhưng mà ta nhất định sẽ cố hết sức mình.
sao chàng ấy còn chuẩn bị cả nhẫn nữa vậy? Mình chỉ tiện miệng nhắc đến thôi mà. Lam Nhi, gả cho ta nhé. Nửa đời sau, chúng ta cả đời ở bên nhau. Gả cho ngài ấy, gả cho ngài ấy, gả cho ngài ấy, gả cho ngài ấy. Ta đồng ý. Qua, ô. Có thích khách. Hộ giá. Người đâu? Hộ giá, hộ giá. Ngươi, ngươi, hoàng thượng. Phụ hoàng. Mẫu thân. Quả nhiên là người. Tại sao? Đừng gọi ta là mẫu thân. Cẩu hoàng đế, lấy ngọc tỷ ra, truyền ngôi cho Lãnh Khê. Nếu không thì ra sẽ cho nổ hoàng cung của ngươi. Ngươi dám? Bổn cung đã lập mưu cả chục năm, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, đúng là sảng khoái. Thường quý phi ơi, Thường quý phi, uổng cho trẫm đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại dám tạo phản. Đối với ta tốt? Ngươi chẳng qua chỉ nề tình. Ta tận tay nuôi Lãnh Ngọc lớn lên, cho nên mới nhìn đến ta thêm một chút. Trong lòng ngươi hoàn toàn không có ta. Mẫu. Thường quý phi, bà thật sự không phải là mẫu thân của ta sao? Cho nên năm đó chân của ta là bà cố ý tìm người phế đi, đúng không? Đúng. Ta chỉ hận bản thân ta, tại sao không ra tay sớm hơn, hoàn toàn khiến người chết hẳn mới đúng. Ta ghét nhất nhìn thấy cái mặt của ngươi. Rõ ràng là đứa con ta tận tay nuôi lớn. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu càng lớn lại càng giống con tiện nhân chết tiệt đó? Con tiện nhân chết tiệt đó rốt cuộc tốt hơn ta chỗ nào? Tại sao? Tại sao ngươi lại yêu cô ta đến vậy? Dựa vào đâu? Dù mẫu thân Ngọc Nhi chết rồi cũng tốt hơn ngươi gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Đồ tiện nhân này. Mẫu thân. Cẩu hoàng đế, ông dám đánh mẫu thân ta? Được. Nếu đã vậy thì hôm nay ta sẽ đích thân tiễn ngươi đến chỗ chết. Cẩn thận. Ngọc Nhi. Không sao. Chuyện gì vậy? Ngươi thật sự cho rằng thị vệ của trẫm ăn chay sao? May mà có Ngọc Nhi và Lạc Lam phát hiện ra trẫm đã bị hạ độc, trẫm mới biết lòng lang dạ sói của ngươi. Người đâu? Đầy tiện phi này vào đại lao cho ta. Ngũ hoàng tử, đuổi khỏi hoàng gia, đợi nghe xử trí. Hoàng thượng, hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Ngọc Nhi ơi, mẫu phi sai rồi, mẫu phi sai rồi. Cầu xin con xin phụ hoàng giúp ta có được không? Cầu xin con. Thường quý phi, ơn dưỡng dục ta nợ bà 3 năm nay, ta đã trả hết rồi. Từ nay về sau, ta và bà như tấm vải này, ân đoạn nghĩa tuyệt. Mẫu thân, kéo bọn họ ra ngoài cho ta, dẫn đi. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, phụ hoàng ơi. Ngọc Nhi, những năm nay con chịu thiệt thòi rồi. Phụ hoàng, cho nên mẫu thân ruột của con rốt cuộc là ai? Ta cũng không biết mẫu thân con là ai. Thậm chí ta còn không biết bà ấy đến từ đâu. Phụ hoàng, được rồi. Ngọc Vương và Vương Phi có công hộ giá. Lai Phúc truyền ý chỉ của ta, phong Ngọc Vương là thái tử. Ngọc Vương Phi là thiên hạ đệ nhất nữ thần y. Chọn ngày tổ chức hôn lễ. Tạ ơn phụ hoàng. Chúc mừng Vương gia, Vương Phi. Sao kết hôn lại rườm rà vậy? Gần đây ta đã thiếu ngủ nghiêm trọng, mệt quá. Vương Phi đừng vội, kết hôn là chuyện lớn. Cả đời nữ nhân chỉ có một lần thôi, nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Lam Nhi, nàng kiên trì thêm chút nữa, đợi đại hôn kết thúc, ta để nàng ngủ 3 ngày 3 đêm. Có thể để ta ngủ 3 ngày 3 đêm, thì Vương gia phải cố gắng rồi. Lam Nhi không tin tức lực của vi phu sao? Các ngươi lui trước đi, ta có chút chuyện phải giải quyết riêng với Lam Nhi. Vâng. Vương gia, chàng xấu quá. Vương gia. Tỷ tỷ, tỷ cũng ở đây hả? Thủy Xuân Hoa, sao cô lại ở đây? Ai bảo cô? Dĩ nhiên là Vương gia rồi. Ngài ấy nói thích 50 sắc thái của ta, không giống tỷ tỷ, chỉ biết hung dữ với người ta,
Hoang đường, cô đúng là không biết liêm sỉ, ta hoàn toàn không quen cô. Lam Nhi, nàng nghe ta giải thích, ta thật sự không có. Tỷ tỷ, đừng thua lỗ vậy chứ. Vương gia, ngài sẽ cứu ta mà. Xuân Hoa, không có gương, chẳng lẽ không có nước tiểu à? Trông cô như vậy, vương gia có thể thích cô sao? Tỷ. Tỷ. Hoa Hoa, con không sao chứ? Thủy Lạc Lam, đồ vong ân phụ nghĩa vô ơn này. Ta nuôi người lớn như vậy dễ dàng làm sao? Ngươi không biết báo ơn cũng thôi đi, còn bắt nạt muội muội ngươi, nói ta nuôi các ngươi còn tạm được, từ nhỏ đến lớn ta có làm ít việc đâu, ăn không no, mặc không ấm, ta mặc kệ, dù sao thì ngươi nhất định phải trả ơn. Bây giờ ngươi đã là vương phi rồi, để vương gia cũng thu nhận muội muội của ngươi đi, nếu không thì không xong đâu. Ta thật sự chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như các ngươi đó, nếu đã vậy thì mình sẽ chút giận thay nguyên chủ, thù mới hận cũ tính luôn cả thể. Tỷ muốn làm gì? Tỷ đừng có làm bừa. Làm gì vậy? Dĩ nhiên là đánh các ngươi rồi, muốn làm vương phi cũng được, thế thì phải xem cô có chịu nổi không. Tỷ tỷ, ta không dám nữa, ta không dám nữa, ta sẽ cút ngay. Con nhãi này chỉ biết chạy một mình thôi, mau dìu ta lên. Ai bảo bình thường cứ hay đánh ta? Xảy ra án mạng rồi, cứu mạng, còn không cút. Lam Nhi, vừa nãy đánh có vui không? Dĩ nhiên là vui rồi, vậy ta khiến Lam Nhi vui hơn một chút nữa. Vương gia, phu thê giáo bái. Lễ thành, tân lang tân lương vào động phòng. Vương gia, hôm nay là ngày đại hỷ của ngài, không uống với huynh đệ chút à? A Thải, đưa Lam Nhi về phòng trước. Vâng, vương gia. Đi, đi. Không say không về. Thì ra, đây chính là niềm vui khi gả làm vợ người ta, tim đập nhanh quá. Lang, sao lại là ngươi? Người đâu? Thủy Lạc Lam, ta xem cô còn trốn kiểu gì. Lam Nhi, ta đến rồi. Lam Nhi, không hay rồi. Lam Nhi biến mất rồi, người trong phủ nghe lệnh, bằng mọi giá nhất định phải tìm được vương phi. Vâng. Đúng là tuyệt phẩm nhân gian. Thủy Lạc Lam, cuối cùng cô vẫn là của ta. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu. Mặc kệ thôi, ta làm trước. Lam Nhi. Lãnh Dẫn, Lãnh Dẫn, ngươi dừng tay, đừng qua đây. Ngươi có tin tiến thêm một bước ta sẽ giết cô ta không? Lãnh Dẫn, ngươi đừng giết cô ấy, có gì cứ nhắm vào ta. Lãnh Dẫn, ngươi muốn tạo phản à? Mau thả cô ấy ra, nếu các người đã đến rồi thì đừng ai hòng đi khỏi đây. Lãnh Dẫn, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng kích động. Lãnh Ngọc, huynh đệ tốt của ta, ngươi thắng rồi. Tình yêu của phụ hoàng, nữ nhân ta yêu, đều là của ngươi rồi. Ta không cam tâm. Ha ha ha, thứ ta không có được thì ngươi cũng đừng hòng có được. Còn ông nữa, đồ cẩu hoàng đế, dựa vào đâu hoàng vị này lại là của ông? Ông hoàn toàn không xứng làm hoàng thượng. Ông không xứng. Phụ hoàng cẩn thận. Chút thuốc mê này mà muốn làm ta mê được đi à? Chết đi. Thủy Lạc Lam, ta sẽ không tha cho cô đâu. Lãnh Duẫn, vượt ngục chạy trốn, tội càng thêm tội, lập tức đi đày ở lĩnh nam, mãi mãi làm nô lệ. Phụ hoàng, đừng mà. Phụ hoàng, hai người còn ngây ra đó làm gì, dẫn nó đi. Lam Nhi, sau này sẽ không có ai bắt nạt nàng nữa.
Lam Nhi, từ nay về sau, phu thê chúng ta là một thể, mãi mãi không chia ly. Một thể? Phu quân nói lời lang sói gì vậy? Lam Nhi, thử là biết mà. Một năm sau, vương gia căng thẳng như vậy, để ta đoán xem. Có thể khiến vương gia căng thẳng như vậy, sợ là phụ hoàng lại tuyên chỉ bảo chàng vào cung chủ trì triều chính rồi, ngài ấy muốn nghỉ hưu à? Đúng. Nhưng mà bổn vương không làm được, ta chỉ muốn ở bên Lam Nhi, cùng Lam Nhi hành tẩu giang hồ. Lam Nhi, bổn vương đã sắp xếp xong cả rồi. Trước đây nàng nói muốn đi nghỉ trăng mật mà, chúng ta sẽ đi hành tẩu giang hồ. Nàng phụ trách chữa bệnh cứu người, ta sẽ hành hiệp trượng nghĩa. Thật sao? Nhưng chúng ta đi rồi, vương phủ phải làm sao? Đi thôi, Lam Nhi, vương phủ có mấy người A Thải là đủ rồi. Tiếp theo là ngày tháng thuộc về chúng ta,